Và vừa khi mà họ đã đến Đức Phật, họ cởi những cái tư tưởng đó, hoặc họ nêu lên một cái câu hỏi, hoặc trình bày một vấn đề, Đức Phật đã biết trước, đã biết được cái tâm ý của họ, nên Ngài đã bất ngờ trúng bệnh, thì khiến cho họ quy ngưỡng. Cái điều này là điểm đặc biệt của Đức Thế Tôn và cả La Hán Chánh Đẳng Giác. Trong cái câu chuyện ngày hôm nay, một người Bà La Môn có cái tư tưởng là nếu như Sa-môn Gotama nói bất cứ cái điều gì thì ta sẽ nói ngược lại. Ông ta muốn chọc tức như thế, nhưng mà ông ta đã lầm. Vừa khi đến mà ông ta yêu cầu Đức Phật nói pháp, đâu phải tự nhiên một người Bà La Môn mà có cái sự ngoan ngoãn thính pháp như vậy. Ông ta mời Đức Phật thuyết pháp, như để khi mà Đức Phật Ngài nói lên điều gì thì ông ta nói ngược lại với Ngài. Hễ Ngài nói vô thường thì nó nói là thường, hễ Ngài nói các pháp hữu vi là vô khổ thì nó là vô ngã là lạc. Ngài nói các pháp là vô ngã thì họ nói sẽ nói được các pháp là ngã. Nói ngược lại là nó ngược như thế. Nhưng không ngờ rằng là Đức Thế Tôn đã biết trước, Ngài đọc lên một bài kệ và tỉnh ngộ, Bà La Môn đó tỉnh ngộ. Thì ở trong bài học này nó có nhiều cái vấn đề, nhiều cái chi tiết mà Thượng tọa Pháp Tân, vị giảng sư hôm nay sẽ trình bày, sẽ phân tích cho quý vị nghe rất nhiều trường hợp. Thì xin mời cô Lan đọc cho chính kinh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Và tiếp theo con xin đọc nội dung của bài kinh. Con xin đọc nội dung bài kinh. Kinh văn: Tại Savatthi, thở ấy có Bà La Môn Bacchanika Sa Tá, người thích nói ngược, sống tại Savatthi. Ngày kia Bà La Môn Bacchanika Sa Tá có ý nghĩ như sau: mình hãy đi đến Sa Môn Gotama và Sa Môn Gotama sẽ nói điều bất cứ điều gì ta sẽ nói ngược lại. Lúc ấy Đức Thế Tôn đang đi kinh hành ngoài trời, rồi Bà La Môn Bacchanika Sa Tá đi đến và nói với Đức Thế Tôn: này Sa Môn, hãy nói pháp. Thế Tôn: pháp thiện thuyết khó hiểu, với người ưa nói ngược, với ai tâm uế nhiệm luôn tìm cách sanh sự, với ai không hiếu chiến, không giận ghét trong tâm, từ bỏ mọi hiềm hận, có khả năng hiểu pháp. Khi được nghe nói như vậy, Bà La Môn Bacchanikassata bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai Tôn giả Gotama, thật vi diệu thai Tôn giả Gotama, diệu pháp được Tôn giả Gotama hiển bày, như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tăm tối, để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa pháp, xin nương tựa Tỳ Khưu Tăng, mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Thích nghĩa biệt danh Bacchanikassata được người đời gọi vì ông Bà La Môn này có cố tật
thường nói ngược lại những gì người khác nói. Trong kệ ngôn của Đức Phật mang phong cách nói pháp như không nói pháp. Điều này có tác dụng khai thị con người vốn thích nói vặn ngược người khác. Chuyển dịch và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và kính xin đạo tràng của chúng ta trang nghiêm và thanh tịnh để đọc lắng nghe bài kệ thỉnh pháp sư. Thọ Đức Phật viên thành chánh giác gẫm đạo màu diệu pháp cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu xin. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức pháp vô biên mãn túc khai hoa, mong ngài chuyển pháp đăng tòa chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đó vương cao đó lã mặt hồ, đó còn tận đáy bùn nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau. Vì bi mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm thiên vẫn vi trần phủ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời, pháp vương im lặng nhận lời, về vườn lộc giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh, thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, hoằng khai giáo hóa mở đường độ sinh. Bởi cớ tích sự tình ngày trước, đại Phạm Thiên mãi được tán dương, kính thành dân cúng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp noi đường từ bi. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn vị biết đã nghe rõ. Cái bài học hôm nay với cái tựa đề là biết lắng nghe và quan trọng như điều đã được nói. Nội dung của cái bài kinh hôm nay là nhắc đến một nhân vật Bà La Môn tên là Bacchani Kassapa. Ông Bà La Môn này thì có một cái tật, tức là hay nói ngược. Thì trong cái suy nghĩ của ông á, là ông sẽ nghĩ rằng sẽ hỏi Đức Phật. Thì sau đó ông ta đến để gặp Đức Phật khi Đức Phật ngài đang đi kinh hành. Ông ta nghĩ rằng là hỏi Đức Phật, nếu mà Đức Phật nói những cái điều, ví dụ như Đức Phật ngài nói về vô thường, nói về khổ, nói về vô ngã đấy, thì ông sẽ nói ngược lại. Thì cái bản tính của ông là như vậy, cái cố tật của ông là như vậy. Cho nên có lẽ là khi mà hỏi như vậy đó thì thay vì Đức Phật ngày thuyết pháp, nhưng mà Đức Phật biết được cái tính của ông là như vậy, cái khuynh hướng và cái bản tính của ông là hay nói ngược. Giờ nếu như mà thuyết pháp cho ông á,
thì chưa chắc ông đã chịu lắng nghe đâu. Bởi vì ông có một cái suy nghĩ là nói ngược lại mà. Cho nên ngay cả Đức Phật ngài nói những cái gì đó thì ông sẽ sẵn sàng nói ngược lại. Thì do đó thì Đức Phật ngài mới nói rằng là thiện pháp thì khó thuyết, khó hiểu. Người ưa nói ngược, với ai tâm quế nhiễm, tâm luôn tìm cách sanh sự, với ai không hiểu hiếu chiến, không giận ghét, trong tâm từ bỏ mọi hiềm hận, có khả năng hiểu pháp. Thì sau đó thì ông Bà La Môn này, nó sau khi nghe Đức Phật ngài nói như vậy đó, thì ông Bà La Môn này nói là thật là vi diệu, tôn giả Gotama, ngài đã dựng đứng lại những cái gì bị ngã xuống, ngài đã phơi bày lại những gì ở trong bị che kín, bị che kín, và ngài đã chỉ đường cho những người lạc lối. Sau đó thì ông đã xin nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng. Ở đây cái câu chuyện này đó, thì khi chúng ta nói đến chúng sinh đó, thì có lẽ là có nhiều cái tâm tánh khác nhau lắm, có những cái khuynh hướng khác nhau, và có những cái quan niệm ý niệm khác nhau. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là chúng sanh đó, thì rất là đa dạng. Mỗi người có cái hạnh nghiệp, mỗi người có hạnh nghiệp. Sinh trong một gia đình, sinh trong một dòng họ, hay là sinh ở một cái nơi địa phương nào đó, thì chúng ta có thể thấy có những cái điểm mà chúng ta thấy nó giống nhau, nhưng mà hoàn toàn có những cái điểm dị biệt. Đó là những sự khác nhau về tâm tánh. Và cái tâm tánh này đó thì nó có thể là tùy thuộc vào cái nghiệp của mỗi người, nghiệp mỗi người. Cái giáo pháp của Đức Phật á, thì trước như tiên đó, là chúng ta phải nói rằng là cái người nào mà có hữu duyên mới được, hữu duyên mới được. Cái hữu duyên đó đó, nó cũng tùy thuộc là mình đã gieo trồng từ quá khứ. Nên mình gặp Phật pháp á, nếu như mà mình đã có từng giống như bây giờ nè, bây giờ chúng ta đang thời kỳ chúng ta đang tu tập theo giáo pháp Đức Phật Gotama, Đức Phật tổ Gotama đó, thì có nghĩa là chúng ta đang, chúng ta đang 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 kết nối cái duyên, kết nối cái duyên. Bởi vì giáo pháp của chư Phật xuyên suốt, của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai thì có không khác gì. Bây giờ Đức Phật dạy đối với giáo pháp của Đức Phật Tổ Gotama đang còn tồn tại ở thế gian này đó, còn đầy đủ trên thế gian này đó, thì chúng ta đang học và đang tu, đang tập để kết nối cái duyên đó, cái duyên đó. Cái duyên mà nó được đầy đủ và giống như cái công phu tu tập của chúng ta được đầy đủ, hay hoặc là nói rằng các cái pháp độ được đầy đủ viên mãn đó, thì chúng ta có thể giác ngộ. Còn nếu không á, thì chúng ta chưa được đầy đủ công phu tu tập, chưa được đầy đủ rồi, các cái pháp độ ba la mật chưa được đầy đủ đó, thì chúng ta cũng có cái sự kết nối cái duyên đó. Chúng tôi nhớ ở trong kinh có một cái nhân vật mà khi mà Đức Phật ngài vừa ngộ đó, thì trên đoạn đường ngài đi đó, thì ngài gặp ông du sĩ Ô Ba Cá. Du sĩ Ô Ba Cá ông gặp Đức Phật ấy, thì có cái tướng ngũ quan hào quang sáng, rồi tướng là bậc đại nhân, là cái tướng mà rất là thoát tục. Nói một cách khác đó là tức thoát tục, một bậc mà vượt ra khỏi cái thế gian này. Nhưng mà rồi á, là sau qua vài câu hỏi của ông Ô Ba Cá hỏi Phật á, là thầy của ngài là ai, ngài tu và pháp gì đó, thì Đức Phật ngài nói thí dụ như là nói rằng là
là ngài có phải là thiên, là trời, hay là phi nhân, là người, hay là cái gì đó. Thì cái câu mà trả lời của Đức Phật đấy, cái câu trả lời của Đức Phật đó là ngài vượt lên trên những cái người trời hay là thiên ma gì ở đây, ngài vượt lên trên đó, tức là chỉ cho một bậc hoàn toàn giác ngộ, nó không còn ở trong cái dòng gọi là mình nói là trong cái dòng lẫn quẩn theo cái nghĩ thông thường của mỗi người. Thì sau khi Đức Phật đã trả lời như vậy thì ông Ngô Ba Cá lặng lặng ra đi, tức là không có hướng về với Đức Phật. Ở đây là mình nói một chuyện, đó là một cái người không có cái duyên, không có cái duyên. Có nhiều người đó thì chúng ta thấy rằng đó là đến với Phật pháp này đó, chúng ta cũng phải có một cái duyên. Cái duyên đó đó nó là một cái điều kiện hỗ trợ cho chúng ta. Nếu như đời trước chúng ta đã từng gặp với Phật pháp, bây giờ dễ dàng khi chúng ta nghe đến Phật pháp thì chúng ta dễ dàng chấp nhận hơn, dễ dàng chấp nhận hơn. Mà trước tiên đó là cái người đó phải có một cái biểu hiện, giống như là bây giờ nè, cái người có đức tin đó, là cái người đó phải phải biết mở cái vòng tay rộng mở của mình để mà mình bố thí. Cái người có đức tin đó là cái người thích nghe pháp, người có đức tin là những người thích nghe pháp. Rồi cái người có đức tin đó là cái người thích giữ giới. Rồi cái người có đức tin đó là thích diện kiến những cái bậc có đạo đức, những bậc chân tu. Nếu như mà mình không có những cái biểu hiện đó thì đâu phải nói là cái người có đức tin. Bởi vì mình phải có cái đức tin thì mình mới có thể là diện kiến Tam Bảo, thích hoan hỷ, diện kiến Tam Bảo, diện kiến Phật, diện kiến pháp, diện kiến tăng. Nếu chúng ta không có đức tin thì chúng ta không diện kiến. Rồi chúng ta không có đức tin thì làm sao mà chúng ta giữ giới được? Hoặc là chúng ta không có đức tin thì chúng ta không không thể có cái mở lòng để mà mình đón chư tăng, hay là mình cúng dường, mình không có những cái việc làm đó. Thì đó là biểu hiện của cái người không có đức tin. Nhưng mà cái người ngược lại đó, thì cái người có đức tin thì thích diện kiến những bậc có đạo đức, thích giữ giới, thích bố thí và thích nghe pháp, mình thích nghe pháp. Thì bây giờ khi mà mình nói rằng là để mà lắng nghe đó, thì sự thật ra đó, cái tâm của mỗi người có những cái sự khuynh hướng. Chúng ta biết rằng mình khi mà mình tái sanh á, thì hoàn toàn là nếu nói trong vi diệu pháp là những cái người có cái cơ duyên tốt, gọi là tục sinh bằng với những cái tâm, những cái người có trí, tái sinh bằng những cái người mà có trí. Chúng tôi nghĩ là những cái người có trí đó, là những người cũng phải là có cái duyên, có cái duyên tốt từ quá khứ, cho nên là khi họ nghe, họ chấp nhận để nghe, rồi họ có thể dễ dàng lãnh hội. Chúng ta thấy một điều nè, một khi đó là mình hoan hỷ cái việc Phật pháp, tránh cái việc mà nghe để rồi tìm những cái lỗi, hay là chúng ta nhìn thấy là một điều đó là nghe để tìm cái lỗi trong câu từ ngữ nói này kia, rồi mình cứ chờ những cái lỗi đó để rồi mình bơi móc, hay là mình tìm tòi, rồi coi như là mình làm cho cái tâm của mình đó, nó không dễ dàng chấp nhận những điều đó, mà mình cứ đi tìm những cái lỗi thôi. Cái người có những người là như vậy, có những người là như vậy. Giống như cái hoa sen đó, thì chúng ta cũng biết đó là cái hoa sen đó, thì nó cũng từ ở trong cái bùn nhơ mà nó mọc ra. Tức là chúng ta thấy mầm mống từ ban đầu cái ngó sen, rồi nó sẽ lên những cái lá sen lần lượt đó. Lá sen nó rớn ra rồi bắt đầu nó có những cái bông sen, ví dụ vậy. Thì cái hoa sen đó nó cũng mọc từ ở trong cái bùn nhơ mà nó ra thôi.
Và cái nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta chỉ thấy những cái gì, chỉ có nhiệm vụ là thấy những cái gì mà thuộc về hoa sen, tức là từ mặt nước đổ lên đó, thì chúng ta sẽ thấy hoa sen, rồi có cánh sen, rồi có nhụy sen, rồi có tim sen, tất cả những cái điều đó. Thì chúng ta hãy nhìn những cái đó giống như Phật pháp vậy đó. Chúng ta nhìn về những cái lời dạy của Phật, một lần chúng ta nghe một chút. Sự thật ra đó là Phật pháp là những gì, nói rộng cũng là Phật pháp, nói tóm gọn lại đó cũng là Phật pháp. Giống như nói Phật pháp là nhiều cái pháp môn để tu tập, rồi nhiều pháp Đức Phật dạy là nhiều pháp cần phải 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 đoạn trừ, rồi nhiều pháp cần phải tu tập, rồi nhiều pháp cần phải biết, rồi nhiều pháp cần phải chứng, thí dụ như vậy. Thì mình biết những điều đó, mình biết những điều đó, rồi một lần mình nghe được một chút đó, thì mình lại ghi nhớ, ghi nhớ, suy gẫm, nghe, nhớ, rồi hiểu, rồi thực hành đó, nó cần một cái giai đoạn rất là nhiều, chứ không phải là chỉ nghe. Giống như bây giờ nè, ngày nay chúng ta nghe pháp rất là nhiều, chư vị tiền bối, các vị tôn túc, rồi chư tăng cũng trình bày về Phật pháp rất là nhiều, thấy không? Nhưng mà rồi cái nghe của mình á, cũng không phải là ai cũng thể dễ dàng lắng nghe đâu, không phải ai cũng có thể dễ dàng lắng nghe. Trước tiên đó là chúng ta phải hoan hỷ trong cái việc mà nghe Phật pháp, chứ mình không hoan hỷ thì mình không có chấp nhận để nghe. Phật pháp á, chưa có kể là chúng ta biết rằng mỗi người trình bày, nhưng có người đó, thế gian này bây giờ thì quý vị thấy rằng có khi đó là được trình bày đúng chánh pháp, nhưng mà có những trường hợp đó là trình bày không đúng chánh pháp, nhưng mà cũng được mệnh danh là Phật pháp, là chánh pháp. Đó là điều mà chúng ta thấy ngày nay là đã như vậy. Rồi nhiều cái chủ trương, rồi nhiều cái chủ thuyết, chúng ta thấy có mang cái nhiều cái tính nó giống như là phong trào. Phong trào nó chỉ có giá trị trong một lúc nào đó, chỉ có sự nỗ lực đông đúc trong một lúc nào đó, nhưng mà rồi nó cũng không có một cái tính lâu dài hay là cái tính thâm thúy ở trong cái lời dạy của Phật, khi mà mình chấp nhận cái nghe lời dạy của Phật. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái người có đức tin thì cái người đó mới có thể lắng nghe được Phật pháp. Rồi cái người có cái sự hành trì trong Phật pháp thì mình mới có sự hoan hỷ qua cái việc hành trì đó, mà mình cảm thấy rằng mình có cái sự hoan hỷ để chấp nhận cái lời dạy của Phật. Cho nên chư tăng trình bày đó, bây giờ các vị thấy rằng là chư tăng ngày nay trình bày đó thì nó khác với Phật, và bản thân của chúng ta đó cũng khác với lại các cái bậc tiền nhân trước đây, các vị thánh đệ tử của Phật. Bản thân của mình thì cái duyên mình cũng chưa có được đầy đủ dày dặn nữa. Rồi các cái pháp độ ba la mật tu tập của mình chưa có được viên mãn nữa. Còn đối với các ngài thì được pháp độ ba la mật được đầy đủ, duyên được đầy đủ và pháp độ ba la mật được đầy đủ như vậy. Thì sau khi các ngài nghe một thời pháp, chúng ta đọc ở trong kinh chúng ta thấy rằng sau khi nghe cái thời pháp xong rồi, có những vị chứng quả Tu Đà Vương, có những vị chứng Tư Đà Hàm hay hoặc là A La Hàm vân vân, rồi có những vị thì chứng quả vị A La Hán. Thì điều đó chúng ta thấy rằng dù cái thời gian có khoảng chừng của cái thời gian từ quả vị này đến cái quả vị kia đó, chúng ta thấy cũng có những cái thời gian, nhưng mà phải nói là những cái vị đó là vị đầy đủ pháp độ mật. Cái thứ hai, cái người truyền đạt giáo pháp đó, thì chư tăng ngày nay đó, thì quý vị biết rằng đó, ở đây đó là chúng ta nói đến cái phần chánh pháp đi. Cái vị mà tuyên thuyết chánh pháp đó, thì đối với là chư tăng đó, thì cũng là những người phàm, chứ không phải là như Đức Phật. Đức Phật á, thì ngài có một cái điều đặc biệt của một vị chánh đẳng chánh giác, bởi vì ngài hiểu được cái phinh hướng, cái căn cơ của mỗi chúng sanh. Chứ nếu như mà ngài không có hiểu biết được những cái căn cơ phinh hướng của chúng sanh, như trường hợp của ông bà La Môn này,
Nhưng Bà La Môn này là có cái tính là hay nói ngược lại. Đức Phật nếu mà nói pháp ra đó thì ổng sẽ đem một cái tâm mà gọi là có cái sự nói ngược lại á, thì rốt cuộc ổng cũng chẳng có lợi ích gì. Trong khi Đức Phật ngài chỉ nói là cái pháp này đó, cái diệu pháp này đó thật khó để hiểu, khó thể để lãnh hội. Và rõ ràng là như vậy. Khi mà Phật pháp ngày nay đó về ý nghĩa thâm sâu á, thì quý vị đâu phải ai cũng hễ có thể hiểu được. Chúng ta phải nhờ chú giải, rồi cũng phải nhờ những cái vị mà có những cái kiến văn thâm sâu rồi mới có thể giải những cái điều đó. Rồi nhiều khi á, giải á, chúng ta cũng chưa có thể hiểu hết được nữa. À, chứ đừng nói tới cái chuyện mà rồi chúng ta mang ra để chúng ta thực hành á, lãnh hội để thực hành á, đó là một cái giai đoạn. Và đâu phải là thực hành hết được. À, rồi mình thực hành nó có những cái mà chúng ta cũng không có đi sát được nữa. À, chúng ta chưa nói cái yếu tố khách quan, tức là cái yếu tố mà những cái điều kiện, cái duyên, những cái pháp độ để chúng ta chuẩn bị trước. Chuẩn bị trước. Còn cái yếu tố mà chủ quan đó là sự nỗ lực của mình á, nhiều khi cái lãnh hội, cái hiểu của mình đó, nó cũng không phải là nhất nhất như các cái bậc thánh được. À, thành ra rồi đó là cũng có khó thể giác ngộ. Nhưng mà nhờ sao? Chúng ta thấy rằng á, cho đến ngày nay, cho đến hiện tại, cái giáo pháp của Phật cũng còn đầy đủ, cả pháp học lẫn pháp hành, cho đến cái pháp thành. Cái pháp thành thì chúng ta không có nói, là vì ở đây đó là với cái góc độ của một người phàm phu á, thì chúng ta không có một cái đủ cái khả năng, hay là chúng ta cũng không có cái thẩm quyền để chúng ta nhận xét hay là chúng ta xét đoán đối với các bậc thánh được. Nhưng mà chúng ta tin rằng cái pháp thành đó đó, và pháp thành đó vẫn còn cái hiệu quả, bởi vì cái người mà thực hành đúng chánh pháp của Phật, đúng chánh pháp của Phật. Cho nên ở đây đó chúng tôi thấy rằng là trước tiên đó là mình nói trong một cái điều đó, phải biết lắng nghe. Vì quý vị thấy rằng là nhiều khi đó cái sự lắng nghe của mình đó, nghe thì nhiều, giống như là kinh điển thì rất là nhiều. Có một cái câu pháp cú mà Phật dạy rằng tụng nhiều hành chẳng theo kinh đó, thì phần lợi ích có thành tựu cho đó. Có nghĩa là dù chúng ta có học nhiều đi nữa, nhưng mà chúng ta không hành được đó, thì cái phần lợi ích nó cũng không có được cái sự lợi ích nhiều. À, không có được sự lợi ích. Cho nên đó, cái việc mà học Phật pháp để mà, nhưng cái học Phật pháp đó để mà thấm nhuần cái lời dạy của Phật, thì chúng tôi nghĩ rằng trước tiên đó là mình phải khéo lắng nghe. À, chữ khéo ở đây đó là hết với cái cả niềm tin. Trong mỗi bài pháp chúng ta học được một chút, bữa sau nữa chúng ta được nghe một chút nữa, và cũng điều đó được nhắc lại với khía cạnh khác, chúng ta hiểu thêm một chút nữa để rồi chúng ta nhớ. Giống như là cái quả của cái người nghe pháp, cái người nghe pháp đó, nghe những điều chưa từng nghe và sáng tỏ những điều đã được nghe. À, những điều chưa từng nghe thì bây giờ chúng ta được nghe, đây là lần đầu tiên chúng ta nghe. Nhưng mà mai mốt á, chúng ta được nghe lợi giảng nữa là làm sáng tỏ những điều mình đã được nghe. À, năm cái quả như vậy thì chúng tôi nói ở đây đó là hai cái quả do cái sự nghe pháp, tức là nghe những điều chưa từng nghe và làm sáng tỏ những điều đã được nghe. À, thì chúng ta cũng như vậy. Trước tiên đó là mình để cho cái tâm của mình á, thật sự là có cái sự nhu nhuyễn để lắng nghe, dẹp cái bản ngã của mình và tránh đi cái tình trạng là nghe với cái thái độ của một người đó là trách móc hay là tìm lỗi. À, cái đó là cái bất lợi cho chính mình dữ lắm, tìm lỗi bất lợi. Và vì vậy cho nên là nếu cái người khéo nghe đó, nghe Phật pháp đó bằng nhiều cái cách, không phải là chúng ta chỉ lên diễn đàn này chúng ta nghe không đâu. Chúng ta cầm cuốn kinh cao sao cao sách chánh ở trong chánh tạng chánh kinh, chúng ta đọc qua, chúng ta nhớ một câu Phật ngôn, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta suy nghĩ, chúng ta chiêm nghiệm cái lời dạy của Phật. Chúng ta thuộc Phật ngôn nhiều nó cũng là cái tốt. Bởi vì sao?
Cái đó là cái nhân duyên đó, đó là cái duyên đó, cái duyên để kết nối, để mai sau mà chúng ta gặp Phật, được Phật pháp nữa đó, thì ngài chỉ cần nói một cái câu Phật ngôn, chúng ta nghe qua một thời pháp thì chúng ta dễ dàng lãnh hội, dễ dàng lãnh hội hơn. Thì cái như vậy đó, chúng ta nghe để chúng ta nhớ, nhớ rồi chúng ta tập cho chúng ta là suy gẫm, suy gẫm, suy gẫm, suy gẫm cái lời dạy của Phật. Bởi vì mình có ba cái loại trí, tức là trí văn, tức là sutamayapanya, tức là trí văn, là nhờ chúng ta nghe, chúng ta học, chúng ta học hỏi, chúng ta tìm hiểu, rồi chúng ta nhớ, ghi nhớ, ghi nhớ. Cái người mà có đa văn quảng kiến là nhờ học. Một trong những cái pháp của bậc hiền trí thì trong đó có gọi là bahusacchan, tức là đa văn, tức là phải học Phật pháp để chúng ta hiểu. Nhưng mà rồi đó là chúng ta phải có một cái loại trí nữa là chúng ta cittamayapanya, tức là chúng ta phải có cái sự suy tư, chúng ta suy nghĩ, để rồi chúng ta suy nghĩ nhớ những cái lời Phật ngôn, rồi chúng ta đem so sánh lại với cuộc đời này, so sánh với cuộc đời này, cái kiếp nhân sinh này, rồi với những lời dạy của Phật, những pháp mà Đức Phật dạy ở nhiều khía cạnh khác nhau, nhiều khía cạnh khác nhau, về pháp cần biết, pháp cần phải đoạn trừ, rồi các phần cần phải tu tập, pháp cần phải chứng đắc đó, thì chúng ta cần phải suy tư những điều đó. Bởi vì cái trí ngoài cái trí văn ra đấy thì còn có cái trí tư, tức là chúng ta phải suy tư, nhờ cái suy tư đó đó và chúng ta học được một ít, thì chúng ta nhờ suy tư chúng ta lại hiểu nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, rồi nhờ cái suy tư đó để rồi đó là chúng ta có thể có cái trí tuệ tu tập. Khi chúng ta nhìn ở, nhìn cái sự việc ở đời thông qua tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì chúng ta mới có thể thấm nhận được, để rồi chúng ta có thể có một cái nếp sống cho chính mình, đem ra thực hành lời dạy của Phật. Rồi cái trí thứ ba đó là cái trí tư. Cái trí tu ở đây tức là Phavana Mayapanya, tức là cái trí mà tự chúng ta nỗ lực tu tập. Ở trong đó có những cái phương pháp thiền tập. Mặc dù là nói đến thiền tập, dù là thiền chỉ hay là thiền quán, thì có lẽ là cái đời sống của mình cần phải căn bản nhất của một cái người tu, đó là giới hạnh. Đó là giới hạnh. Bởi vì giới nó làm cho mình được an tịnh từ nội tâm. Rồi lúc đó đó mình mới thiền tập á, thì mình mới có thể an tịnh nội tâm, hoặc là mình mới có thể phát sanh được cái trí tuệ để đoạn trừ phiền não, để cắt đứt cái phiền não, để được cái sự an lạc, để được cái sự giải thoát. Đó là cái điều mà chúng ta thấy như vậy. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng một cái điều mà chúng ta lại cố tâm lắng nghe, khi mà mình nghe Phật pháp, mình suy gẫm Phật pháp, thì cái tâm của mình á, cái tâm của mình nó có được cái sự an lạc, có cái sự tĩnh tâm hơn, rồi có được cái sự hỷ lạc hơn. Trong khi tai mình cũng nghe thôi, mắt mình cũng nhìn chữ thôi, mình học ở trên nhiều cái cách, bằng nhiều cái cách khác nhau. Nhưng mà rồi nếu chúng ta đọc một cái cuốn tiểu thuyết, thì tâm của chúng ta nó có nhiều cái cuốn hút vô bất an ở trong đời sống. Rồi tai chúng ta nghe những cái cảnh ở bên ngoài đó, cái cảnh ở bên ngoài, nào đầu trên xóm dưới, kẻ lớn người nhỏ, đàn ông đàn bà đó, rồi hơn thua với nhau đó, thì tâm của mình nó có nhiều cái bất an lắm. Nó có nhiều cái bất an. Bởi vì khi mà mình nghe những cái điều đó thì tâm nó khó bao giờ có được cái sự an lạc. Cho nên thay vì mình nghe những cái điều gì, thay vì mình nghe những cái điều đó đó, mà mình lại nghe Phật pháp, lắng nghe Phật pháp, thì cái tâm của mình nó tạo thêm cái sự hân hoan, cái sự hoan hỷ, rồi cái sự tu tập của mình, tính tâm của mình nó có nhiều hơn. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng đọc cái câu chuyện này để chúng ta thấy rằng là
đời sống tu tập của chúng ta nó cũng cam go lắm, nó cũng trải qua nhiều cái thử thách lắm, nhiều cái chướng duyên, rồi nhiều cái cám dỗ. Và như vậy đó thì nếu như mà mình thử thách rồi cám dỗ đó mà mình không vượt qua thì mình sẽ quỵ ngã. Và cuộc tu này là một cuộc hành trình để đi ngược dòng sông, đi ngược cái dòng nước. Bởi vì chúng ta đang bị cái dòng nước của luân hồi, dòng nước cuốn của nói trong một cái cách nào đó là biển luân hồi. Nhưng mà chúng ta đang bị chi phối của bốn cái dòng nước, đó là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Tức là chỉ cho bốn cái dòng nước đó mà nó trói buộc tâm mình, nó cuốn hút mình trôi lăn trong sanh tử. Điều đó đó, Đức Phật đó, thì trước đây đó, Ngài cũng là một người phàm phu. Trước khi giác ngộ thì Ngài cũng là một người phàm phu. Mặc dù là những bậc Bồ Tát để có những cái tâm nguyện để mà thành một bậc chánh đẳng chánh giác ở trong kiếp chót đó, thì điều đó chúng ta thấy rằng trải qua nhiều cái công phu lắm, nhiều cái công phu lắm. Nhưng mà Ngài có cái tâm nguyện để giải thoát, giải thoát. Và chẳng những như vậy đó, thì Ngài cũng có cái tâm nguyện là đem cái đạo mà Ngài giác ngộ này nè, để mà Ngài truyền đạt lại cho mọi người để được lãnh hội. Cho nên á, không phải là người mà có thiếu cái duyên mà có thể chấp nhận được cái thiện pháp của Phật. Cho nên là mình nói như vậy đó, để rồi mình thấy rằng là ngày nay đó, để mà diễn đạt, không phải là ai cũng diễn đạt hết chánh pháp, và cũng không phải là một cái lời pháp giảng ra ai cũng có thể lãnh hội được hết hoàn toàn. Đó là mình nói trước tiên đó, là phải biết bỏ cái tôi của mình xuống. Chúng ta bước vào ở trong một cái Phật pháp này đó thì nó hoàn toàn khác với là ở bên bên ngoài. Ở bên ngoài thì chúng ta có nhiều cái kiến thức này, cái kiến thức nọ, cái khả năng này, khả năng nọ ở lĩnh vực này hoặc là lĩnh vực kia. Nhưng mà đến với Phật pháp này đó thì chúng ta phải dẹp cái đó đi, để rồi chúng ta tạo cho một cái tâm nhu nhuyến, để từ đó cái tâm mình có thể là dễ dàng lắng nghe trong cái việc dễ dàng chấp nhận cái lời dạy của Phật, chấp nhận cái lời dạy của Phật. Cái điều thứ hai nữa ở đây đó, thì quý vị biết rằng là lắng nghe là một điều rồi, mà bây giờ đó là mình đem ra mình thực hành lời dạy của Phật. Thì ở trong cái dễ làm, trong cái từ thấp đến cao, từ cái dễ làm cho đến cái khó làm, cái khó làm. Sự thật ra đó là bây giờ đó, thì cái niềm tin mình có, cái niềm tin này chúng tôi nói là có, nhưng mà nó cũng không biết là ở mức độ nào, ở mức độ nào. Cái niềm tin này nó có, nhưng mà chúng ta thiếu đi cái sự tinh tấn thì cũng không được. Giống như là trên cái phương pháp đó, trên cái đời sống tu hành đó, thì đầu tiên là mình phải có cái ý muốn tu tập, ý muốn thoát bỏ, lìa bỏ những cái sự ràng buộc của phiền não. Rồi chúng ta muốn thoát ly được cái sự ràng buộc của phiền não thì chúng ta mới có thể thoát ly được những cái phiền não. Còn chúng ta không muốn thoát ly thì chúng ta không thể nào thoát ly được. Cũng như vậy, khi mà mình có những cái ý thức, ý muốn để mà mình tu tập, để muốn được cái sự an lạc nội tâm, muốn được thành tựu, muốn được giải thoát, thì chúng ta mới có thể có cái sự hành. Nhưng mà rồi đó, thì chúng ta có cái ý muốn là chỉ là một ý thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải có cái sự nỗ lực rất là nhiều, cái sự siêng năng rất là nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng là trong mọi trường hợp, trong mọi thời gian, chúng ta có một cái tinh tấn ở trong cái thiện pháp này. Thiện pháp thì rất là nhiều. Các vị cũng thấy đó là mình làm rất là nhiều cái thiện pháp, chứ không phải là một hai cái thiện pháp nào. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, mình giữ cho cái đời sống tu hành của mình, tức là phải có cái niềm tin chính đáng, cái niềm tin chân chánh. Cái thứ hai là mình phải biết phòng hộ, bảo vệ cho chính mình. Giống như cái bài học trước đây đó, là cái bài học mà nói rằng là giữ gìn tâm. Đó là một trong cái điều mà rất là quan trọng. Dù trong cái hoàn cảnh nào đi nữa, mình không có đánh mất đi cái đời sống tu hành của mình.
tức là đời sống đạo hạnh, đời sống phạm hạnh tu tập của chính mình. Mình vẫn có những cái việc mà hàng ngày chúng ta thường xuyên nỗ lực á, hàng ngày chúng ta thường xuyên nỗ lực á, cái điều đó rất là quan trọng. Bởi vì ngay cả những cái đời sống hàng ngày đó, quý vị thấy rằng á, cái tâm của mình á, nó khởi lên những cái pháp bất thiện thì mình phải biết loại, tìm cách để loại bỏ nó đi, chứ đừng để chứa nó một chút thôi, lâu ngày nó sẽ thành lớn á, nó sẽ thành lớn lên, nó sẽ mạnh lên. Lúc đó đó là chúng ta thấy rằng ác pháp nó tăng trưởng thì thiện pháp sẽ bị đẩy lùi. Bóng tối mà xuất hiện đó thì ánh sáng sẽ bị lấn dần đi. Trong khi cái nhiệm vụ của người tu á, là tinh tấn biết được cái sự phòng hộ của tâm mình, tức là cái không cho những cái pháp bất thiện khởi lên. Đó là một trong những cái sự tinh tấn của chính mình. Khởi lên, quý vị khởi cái pháp bất thiện từ ở tham sân si tà kiến hoài nghi tật đố ngã mạn, cái đó là những cái pháp bất thiện. Chỉ cần nó khởi lên thôi, thì mình khởi lên ở trong lòng, trong tâm á, thì ai biết được những điều đó? Đâu phải là những cái bậc mà có tha tâm thông đâu biết tâm của mình. Nhưng mà mình khởi lên thì lâu ngày đó, thì mình sẽ chứa chấp những cái phiền não đó, nó lâu ngày nó sẽ lớn mạnh lên. Mà hồi nào đó chúng ta đi, khi đến lúc nào đó chúng ta đi ngược lại với chánh pháp, chúng ta đi ngược lại với cái thiện pháp á, nó trở thành cái ác pháp á, hồi nào chúng ta cũng không hay, không biết. Đó là điều mà chúng tôi thấy là như vậy. Cho nên cái việc tinh tấn nó là ngăn ngừa không cho. Nhưng mà thiện pháp nào mà đã là trong tâm rồi, nó đã có cái ác pháp nào mà nó đã có trong tâm rồi, chúng ta ráng cố gắng để loại bỏ nó đi. Loại bỏ đó, đó có thể là bằng đời sống trực tiếp đó, thì có thể là kham nhẫn trong đời sống hàng ngày. Nhiều khi những cái mà mình kham nhẫn không phải mình nghĩ là những cái gì nó thử thách là kham nhẫn không, có những cái nó cám dỗ nó trở thành cái kham nhẫn mà mình phải kham nhẫn. Giống như là mình kham nhẫn với tự tự lòng của mình, tự tâm của mình, nó khởi lên pháp bất thiện thì mình biết là đây là pháp bất thiện, đây là tham, đây là sân, là si, đây là tà kiến, đây là ngã mạn, đây là hoài nghi nè, chúng ta phải bỏ nó ngay, bỏ nó ngay, tìm cách để bỏ. Hoặc là đời sống chúng ta phải có chánh niệm tỉnh giác thường xuyên, bất cứ khi đi khi đứng khi ngồi khi làm việc này làm việc kia đó là mình phải có chánh niệm, đừng để thất niệm. Mà cái thất niệm đó nó dễ có một cái dễ cho khiến cho chúng ta có một cái tâm để nghĩ tưởng đến phiền não, nghĩ đến pháp bất thiện. Vì vì vậy cho nên là mình phải ngăn chặn, và đồng thời đó là trong cái sự tinh tấn của mình đó, mình cũng cần phải có cái gì, cần có làm sao cho thiện pháp ở trong tâm của mình nó được sanh khởi. Cái nhiệm vụ của người tu là như vậy. Đức tin trước đây có mà nó yếu ớt, nó chưa đúng, hay nó yếu ớt, nó mong manh, bây giờ mình làm cho cái đức tin chân chánh của mình được tăng trưởng lên. Càng hiểu Phật, càng hành lời dạy của Phật thì cái đức tin của mình nó càng vững chắc hơn, không có bị lệch lạc. Rồi cái đời sống đạo hạnh của mình trước đây thì chưa nghiêm túc, chưa có được đầy đủ, chưa có được những cái sự thuần thuần thịnh từ trong đó. Bây giờ thì mình làm cho thực hành cho một cái đời sống đạo hạnh của mình là nó nghiêm túc lên, rồi cho nó tốt đẹp hơn thêm. Rồi cái đời sống của mình trước đây mình bị thất niệm nhiều, bây giờ thì mình lại có chánh niệm nhiều hơn. Đó là mình biết là mình có được cái sự tinh tấn trong cái thiện pháp mình đã được tăng trưởng. Thiện pháp mình đã được tăng trưởng, và khi mà thiện pháp nào mà đã có rồi đó thì mình cố gắng giữ đừng để mất, không vì lý do gì để mất. Bởi vì trong kinh có nói rằng đó, có nhiều khi cái trí tuệ của mình hay là đời sống đạo hạnh của mình được ví giống như là cái người mà chỉ còn có một con mắt duy nhất thôi. Mình giữ con mắt đó duy nhất đó, người ta có hai con mắt mà mình giữ con mắt duy nhất, nó đừng để bị chột nữa đó,
bị mù luôn á thì khổ lắm. Cho nên là cái người mà còn có con mắt duy nhất thì họ quý con mắt của họ lắm. Ừ, bởi vì nếu mà để con mắt này nó bị mù nữa là coi như là mình bị mù luôn rồi. Ừ, thì như vậy đó, là ở đây đó là thiện pháp mà mình đã có rồi thì mình gìn giữ. Ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái sự tinh tấn là một yếu tố quan trọng. Cái yếu tố quan trọng mình tinh tấn trong thiện pháp, chúng tôi nghĩ rằng nó là đời sống tu hành á, thì nó có nhiều cái phận sự. À, chúng tôi nghĩ là nhiều cái phận sự. À, phận sự của chính bản thân của mình á, là giữ đời sống đạo hạnh, giữ đời sống chánh niệm. Cái phận sự mà mình đem lại cái sự an lạc chung cho mọi người đó, thì đó là những cái công việc của một nhà sư, những cái việc làm của một nhà sư mà mình cần phải làm, như là giảng dạy Phật pháp, rồi hướng dẫn cho Phật tử để làm sao mọi người được hiểu Phật pháp, hành trì Phật pháp. Đó là một cái việc là vừa là bồi bổ công đức cho chính mình và vừa làm cho Phật pháp được trường tồn. Đó là cái nhiệm vụ mà chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải làm, cái người tu còn phải làm. Thì như vậy ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng để rằng một người mà chấp nhận với thiện pháp nó là khó rồi, với giáo pháp này là khó rồi, rồi hành trì cái giáo pháp này đó, mỗi người có những cái tinh hướng. Cho nên chính Đức Phật á, là một cái bậc mà biết được cái tinh hướng đó, biết được cái tinh hướng của mỗi người. Chẳng hạn như ông Bà La Môn này, ổng có cái cách cái tật là ổng nó ngược lại, ông ta có cái tật nó ngược lại. Nhưng mà rồi Đức Phật đó thì ngài biết được, ngài không giảng mà ngài chỉ nói là cái thiện pháp này khó thấu hiểu, và chính với ai mà có một cái tâm hiếu chiến đó thì người đó là thất bại. Nhưng mà chính cái việc mà mình tu tập đó rất là quan trọng, tức là mình bỏ đi sự ghét giận hờn ở trong tâm, sự tham, cái tham tâm ở trong lòng, trong tâm mình đó, mình cần phải bỏ, tức là mình phải biết từ bỏ những pháp bất thiện. Điều đó rất là quan trọng. Mình không biết từ bỏ hay không biết để bào mòn cái phiền não thì biết chừng nào, và biết chừng nào cái bản ngã của chúng ta phải dẹp bỏ bớt, rồi cái niềm tin của mình nó được tăng trưởng lên, được tăng trưởng lên, rồi cái việc mà cái việc mà đời sống chánh niệm hàng ngày đó thì chúng ta cần phải cân nhắc để rồi chúng ta giúp làm cho cái tâm của mình được được an tịnh, được có một cái sự chánh niệm trong đời sống. Chứ đừng để rồi chạy đôn chạy đáo ở trong ngoài đó, rồi tâm của mình nó bận rộn hoài. Thì như mà trong kinh Pháp Cú nói rằng như căn nhà mà vụn lợp thì cái nước mưa đó nó sẽ dột, nó sẽ nhột dột vào. Thì cái người mà cái tâm không có tu đó thì pháp bất thiện nó có thể xâm nhập lắm, dễ dàng xâm nhập lắm. Nào là tham sân si tà kiến hoài nghi tật đố gì đó. Chúng ta có những cái khuynh hướng mà dường như là chúng ta cứ tưởng chừng như nó là một 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 thiện pháp, nhưng mà nó trở thành cái chướng duyên cho chính mình, cái trở ngại cho chính mình. Nhưng mà nếu một cái ngôi nhà mà có khéo dụng lợp, khéo khéo lợp á, thì ngôi nhà đó nước mưa nó không có xâm nhập. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy vậy, cái ngôi nhà mà họ khéo lợp ở đây thì nước mưa nó không có lọt nước vào ở trong căn nhà. Thì cũng như vậy, tâm mà khéo tu đó thì pháp bất thiện nó không có sanh, không có sanh ở trong lòng. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng á, là chúng ta học Phật pháp để chúng ta suy gẫm, rồi chúng ta thực hành lời dạy của Phật, chúng ta hiểu được Phật pháp nhiều, nhớ được Phật pháp nhiều, hiểu được Phật pháp nhiều, đó là điều quý. Nhưng mà cái điều quý hơn hết đó là chúng ta thực hành. Chúng ta học đến đâu thì chúng ta thực hành tới đó. Chúng ta thực hành tới đó, chứ không phải là chúng ta không thực hành. Bởi vì có thể nói rằng có một cái câu Pháp Cú Phật dạy là như hoa có sắc thiêm hương, nói lành mà lại đảm đương làm lành. Tức là mình như một cái hoa, nó vừa có sắc mà vừa có hương, nó vừa có sắc đẹp
vừa có hương thơm nữa, thì cái người mà nói được cái điều thiện, nói được Phật pháp thiện thì cũng nên hành cái lời dạy của Phật. Thì giống như hoa vừa có sắc vừa có hương là như vậy. Và khi mà mình gần gũi những cái bậc mà đạo đức, gần gũi những cái bậc chân nhân á, mà mình nói đây ở đây là những cái người, những vị đạo, những người đạo đức đó, thì mình nên cố gắng để mà lắng nghe, để học hỏi. Và cái học hỏi đó thì mình sẽ có lợi lạc cho mình. Còn nếu như mà mình không học hỏi thì trong kinh Phật ví giống như là cái vá mà chỉ múc canh thôi, nó không biết cái hương vị của canh như thế nào. Còn cái người mà gần người đạo đức đó, bậc chân nhân mà để học đó, thì chúng ta rất có lợi, giống như cái lưỡi mà chúng ta biết được cái, nếm được cái hương vị của canh, canh mặn, canh ngọt, canh chua ra sao, mình biết được cái hương vị của canh. Đến với Phật pháp này thì cần phải hiểu, học hiểu, nhưng mà học hiểu thì phải hành. Điều mà trước tiên ở đây đó là sự biết lắng nghe, lắng nghe đó là học hiểu, rồi bắt đầu là chúng ta sẽ có được cái sự thực hành. Thì mỗi người sẽ có một cái sự chọn cho cái sự thực hành, tức là từ cái việc thấp lên cao, từ cái việc dễ làm cho đến cái việc khó làm. Nhưng mà rồi là chúng ta cũng phải trải qua, muốn được giác ngộ, muốn được lãnh hội giác ngộ thì cần phải nỗ lực rất là nhiều ở trong đời sống tu hành của mình, đó là thực hành những cái thiện pháp. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái bài học hôm nay. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì con kính thỉnh hòa thượng giác đẳng trở lại. Sa thú kính trình chư tổ pháp tình với pháp thoại vừa rồi. Bạch hòa thượng Tuệ Sư, hòa thượng không biết hòa thượng có ở trước máy. Nếu hòa thượng Tuệ Sư nghe được kính thỉnh hòa thượng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, bạch hòa thượng Tuệ Sư là một vị pháp sư đó. Hòa thượng cũng từng có mặt ở tại những pháp hội mà mình thuyết pháp và gặp rất nhiều Phật tử cũng như chư tăng đến học đạo. Hòa thượng có thể chia sẻ một cái cảm nhận là ở trường hợp nào, ở con người nào mà hòa thượng cảm thấy có nhiều cái cảm hứng để nói pháp, và những người nào mà hòa thượng cảm thấy hòa thượng không muốn nói, có khi nào gặp người nào đó họ hỏi pháp mà hòa thượng cảm thấy trong lòng rất là miễn cưỡng không thích nói không, và tại sao hòa thượng không thích nói, và có những trường hợp nào có khi mà hòa thượng cảm thấy rằng mình có thể chia sẻ được rất nhiều mặc dù cái người đó không là gì cả, chỉ gặp một lần thôi, thì xin cái thỉnh hòa thượng chia sẻ một vài cái kinh nghiệm cá nhân ở trong cái tư cách là một vị giáo thọ, một vị pháp sư. Cái thỉnh hòa thượng. Nam mô Bụt Thầy. Kính chư tăng, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Qua câu hỏi của hòa thượng giác đẳng thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về cái tâm trạng mình khi Phật pháp. Có những người mình muốn nói pháp cho họ nghe nhiều, muốn giải cho họ nghe những cái lý sâu sâu xa, nhưng mà có những người thì mình không có muốn nói, người mà họ nến mục đích chỉ để nha thêm quan cảnh, họ không có quan tâm đến
cái việc mà tìm hiểu vô lý. Thì người đó là chúng tôi không có muốn đấu pháp cho họ. Thứ hai nữa là người họ nói nhiều, họ nói nguyên thuyên, họ không muốn để cho mình nói mà họ chỉ nói thôi. Thì như vậy đối với người đó mình không cần phải nói pháp. Nếu mình cố gắng mình nói cho họ nghe đó, thì nó thành ra một cái cuộc tranh luận. Chúng tôi rất mệt mỏi với hạng người như vậy. Cho nên gặp những trường hợp đó, chúng tôi chỉ im lặng, hoặc là chúng tôi chỉ nói chuyện qua loa một vài điều, rồi mình kiếm cớ bận công việc, mình xin phép ngưng ngang cái cuộc nói chuyện. Hoặc là đối với người họ đến, trong lúc mình đối pháp cho họ nghe, họ im lặng, nhưng mà họ ngó mông ở chỗ khác, họ không quan tâm, hoặc là đang nói chuyện cái họ xoay qua, họ nói chuyện rù rì với cái người bạn ở bên cạnh của họ hay người nhà của họ, hoặc là con cháu của họ. Dường như là mình nói để cho con nói thôi, mình nói mình nghe, chứ họ không có lắng nghe, họ không có chú ý. Thì đối với người đó thì chúng tôi cũng không có hứng thú để chúng tôi thuyết pháp nói pháp cho họ. Đại để là những hàng người mà có cái tính cách như thế thì chúng tôi không có nói pháp cho họ nghe. Đối với người mà họ đi đến, họ viết thăm bằng cái niềm tin, nữ thân của họ là người có đức tin, nghiêm trì giới luật, và họ thích thiền định, thích nghe pháp. Thì như vậy khi họ hỏi một câu ngắn thôi thì chúng tôi sẽ giải thích cho họ nghe. Và khi mà ngồi nói chuyện, hoặc là cái người và khi mà họ nghe đến pháp thì họ ngồi họ chăm chú, họ nghe như là nuốt từng lời của vị pháp sư gì đó. Thì như vậy đối với người đó mình thích thú để nói pháp cho họ nghe. Còn một hạng người nữa là khi họ đến, họ trình bày cho mình về cái hoàn cảnh của họ, họ muốn nghe một cái lời khuyên làm như thế nào để họ ứng xử theo pháp trong trường hợp đó, trong hoàn cảnh đó. Thì người mà họ hỏi pháp như vậy đó, là chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi chia sẻ, giải thích cho họ nghe. Nhưng cũng rất may là cái người mà đi đến không có chúng tôi nghe pháp đó, thì người đó cũng ít thôi thưa quý vị. Còn phần lớn thì những người mà họ đến, họ thăm viếng chùa, họ ví chúng tôi đó,
thì phần lớn là họ có niềm tin là những học viên họ thắc mắc những điều ở trong cái pháp hoàn học, cho nên khi họ hỏi chúng tôi giải thích cho họ nghe thì họ chú tâm họ nghe. Cái đó là phần nhiều, phần lớn. Cho nên cũng may là Phật pháp còn có thể duy trì được nhờ có những cái niềm tin đó. Thì ở đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị những kinh nghiệm cá nhân về những đối tượng khiến cho mình khởi lên cảm hứng thuyết pháp, hoặc là không cảm khởi lên cảm hứng thuyết pháp. Chúng tôi xin dứt lời kính thỉnh hòa thượng trở lại. Sa thú kính trình hòa thượng Tế Sư. Bạch hòa thượng Tế Sư cũng là một cái chia sẻ về cái tâm trạng. Không biết hòa thượng khi nào, có khi nào hòa thượng đọc ở trong kinh, mình thấy rằng có rất là nhiều trường hợp, rất nhiều người đến với Đức Phật mà họ đến với nhiều tâm trạng khác nhau, với thái độ khác nhau. Nhưng mà khi Đức Phật giảng một câu rất ngắn là chuyển hóa được tâm tư của họ. Thì không biết là thượng tề siêu cảm nhận là chỉ có một bậc chánh đẳng chánh giác, chỉ có một đấng thập lực mới có khả năng làm như vậy không? Tại vì thật ra không phải dễ dàng một câu nói ngắn mà nói trúng tim đen, nói trúng cái chỗ mà người ta có thể thay đổi được. Thì đọc những đoạn đó qua hòa thượng có thấy là điều đó khiến cho mình tăng trưởng đức tin về Đức Phật, tăng trưởng đức tin về đấng thập lực, tăng trưởng đức tin về một đấng điều người trượng phu không? Xin kính thỉnh hòa thượng quan hỷ trở lại. Và thượng giác đẳng kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, trước tiên là bản thân chúng tôi thì mình học những cái đoạn kinh như vậy thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ, và chúng tôi cảm thấy kính phục bậc đạo sư. Nhưng mà ở đây đó cũng chia sẻ thêm rằng là khi mà chúng ta là những người thường niệm tưởng ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, Thánh Tăng, Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì khi mà chúng ta thường an trú với cái đức niệm tịnh tính nơi Tam Bảo, thì lúc bây giờ chúng ta đọc những cái đoạn kinh này, chúng ta mới cảm nhận một cách sâu sắc, và chúng ta có được một cái niềm tịnh tính nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi tăng chúng. Còn nếu như gặp một người mà họ đi chùa chỉ đi là đi chơi vậy thôi, họ không có mấy gì cái niềm tin đối với Đức Phật, họ không mấy gì tịnh tính đối với giáo pháp, đối với tăng chúng, thì đối với người đó, cho dù họ nghe những cái bài kinh này, họ đọc được những cái bài kinh như vậy, thì họ cũng không có gì cảm phục Đức Phật. Nó tùy theo cái tánh của mình. Như vậy nha, những cái câu chuyện như vậy nó chắc là niềm tin với những ai có niềm tin tính là Tam Bảo, và nó sẽ không có tác động cái niềm tin của người không có lòng tin tính được Tam Bảo. Chúng tôi lấy một ví dụ,
một người mà họ có khuynh hướng về nhạc, ca nhạc, bất ngờ họ đi ở trên phố hay đi vào trong một cái quán nước, họ nghe được cái bản nhạc, họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà với người họ không có ưa thích nhạc thì họ không có gì xúc động. Hoặc là một người họ thích chơi đồ cổ, khi họ đi vào ở trong một cái dãy phố bán đồ cổ, họ bước vào cái tiệm bán đồ cổ, có những chiếc bình cổ xưa, hoặc là cái ly, cái tách hay cái chén, cái tậu bằng đất nung cổ, thì họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà với một người họ không có chuộng cái đồ cổ thì họ không có mấy quan tâm, vân vân. Nó có nhiều cái sự kiện lắm thưa quý vị. Cho nên ở đây đó, khi chúng ta đọc những cái bài kinh mà những trường hợp mà Đức Phật dạy những câu ngắn gọn là chuyển hóa được những chúng sanh đầy phiền não đó, thì những cái câu chuyện đó nó chỉ kích động những niềm tin của người có lòng tịnh tính tam bảo thôi. Cái đó là một điều chắc chắn. Cho nên chi lúc ban đầu chúng ta chưa có nhận được thì chúng ta phải cố gắng làm sao hàng ngày trong cái sự vui, sự buồn, sự khổ của cuộc sống, lúc nào chúng ta cũng nghĩ tưởng đến cái sự thoát ly khổ, khổ luân hồi mà Đức Phật Ngài đã đạt đến và Ngài đã thuyết pháp để đưa đến sự thoát ly luân hồi cho chúng sanh. Chúng ta thường xuyên chúng ta suy nghĩ điều đó, chúng ta niệm tưởng về tịnh đức Visuddhi Guna, về bi đức Karuna Guna, hay là về trí đức Panya Guna của Đức Phật. Thường xuyên như vậy, như trong Pháp Cú Kinh Đức Phật Ngài dạy, đệ tử Gotama bất luận ngày hay đêm thường niệm tưởng Phật Đà, thì niệm tưởng giáo pháp, thường niệm tưởng tăng già, là như vậy. Thì chúng tôi có một vài chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Hòa Thượng Nhất Đẳng. Xin kính chỉnh Hòa Thượng trở lại. Sao chú? Kính chỉnh Hòa Thượng Tiểu Sư. Xin hỏi Hòa Thượng một câu nữa rồi sau đó tỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Phần còn lại thì Sư Đệ và Chư Tăng sẽ lo. Hòa Thượng Tiểu Sư thường thường á, là mỗi lần chúng ta thuyết pháp là có những cái nghi thức. Thí dụ như thọ năm giới, rồi đọc thỉnh pháp sư, đó là cái nghi thức truyền thống. Thì những cái cách mà thuyết giảng nó mang cái cách là nghi thức đâu vào đó đó, nghi thức rõ ràng một cách chu tất như vậy đó, nó tốt như thế nào cho cái việc lãnh hội của Phật tử so với cái cách giảng mà ứng biến, tức là gặp trường hợp nào mình thấy thích hợp mình thuyết mà không có cần nghi thức như vậy, thì dựa trên cái kinh nghiệm hòa thượng, cái nghi thức, có nghi thức và không có nghi thức, cái nào tốt cho việc nghe pháp và lãnh hội trong việc thính pháp. Xin kính thỉnh Hòa Thượng quan hệ trở lại. Chư Tăng kính thưa quý vị, chúng tôi không thể khẳng định được theo nghi thức là tốt, không theo nghi thức thì nó không tốt lắm, có phải tùy trường hợp. Về thuyết pháp mà theo nghi thức
là khi nào có một cái hội chúng có một cái lễ hội để ổn định trật tự, mình cần phải có cái nghi thức thỉnh pháp sư. Khi mà đọc cái bài thỉnh pháp sư đó thì nó có hai ý nghĩa. Một là chúng ta theo gương thời xưa tục lệ của chư Phật khi mà thuyết pháp lúc ban đầu, cái buổi đầu thuyết pháp chuyển pháp luân thì phải có đại diện cho chúng sanh để thỉnh cầu Đức Thế Tôn Hoằng Hoằng Quá, và lấy theo cái ý nghĩa đó cho nên ngày nay có cái nghi thức là thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết pháp cho hội chúng nghe. Có ý nghĩa thứ hai đó là trong một cái cuộc lễ đông đảo, khi Phật tử tụ họp lại, trong lúc mà họ đang ngồi đó, nếu mà pháp sư lên thuyết pháp thình lình mình chỉ nói thôi, thì có một số người họ không có tập trung, họ tưởng đâu là mình chỉ lên mình nhắc nhở cái gì đó, nói chuyện với ai đó, cho nên họ không có chú tâm. Thế là bây giờ Phật tử vị A Cha dẫn kinh đó mới đọc cái bài thỉnh pháp sư, thì thính chúng họ cùng đọc cái bài thỉnh pháp sư, họ biết rằng cái giờ đó là cái giờ mà pháp sư sẽ lên pháp tòa thuyết pháp, cho nên họ có sự chú tâm. Cái này cũng hay lắm thưa quý vị, nó có hai ý nghĩa đó cũng hay. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng mục của sự thuyết pháp và thánh pháp như thế nào. Cái vị pháp sư đó thuyết pháp chỉ trọng tâm ở chung quanh giáo pháp mà không thuyết ngoài lề. Thứ hai là một vị pháp sư chân chính là vị đó biết trình bày bố cục để cho người nghe hiểu. Thứ ba là vị pháp sư có cái tâm từ bi đối với hội chúng, mong rằng thính chúng sẽ hiểu được Phật ngôn do ta trình bày diễn đạt mà không có quan tâm đến vấn đề lợi lộc. Và thứ tư là vị pháp sư thuyết pháp không có khích người khác mà tự nâng mình, khen mình, chê người, thì đó mới là pháp sư chân chính. Vị pháp sư cần phải biết như vậy. Còn cái người thính pháp á, thì một là phải lắng tai để nghe, hai là trong khi nghe pháp tôi không bị phóng dật, thứ ba là trong lúc nghe pháp là thính chúng hay là người cư sĩ không nên có cái
trong mọi tìm lỗi của vị pháp sư, tìm xem coi cái vị này thuyết pháp hay hay dở, và có cái khuyết điểm chỗ nào nói đúng và chỗ nào nói trật, nói sai để bắt lỗi. Và vị pháp sư, vị cư sĩ mà nghe pháp, và với vậy quan trọng nhất là cái vấn đề là nghe pháp chỉ để nhờ có một để biết được cái pháp chưa từng biết, và sáng tỏ thêm những cái pháp đã từng biết, phá trừ cái sự hoài nghi, để cho tâm thanh tịnh an lạc, thì như vậy đó mới nên nghe pháp. Chứ còn nếu mà làm theo cái nghi thức dĩ dạc đàng hoàng, nhưng mà ngồi cái tâm phóng dật, hoặc là thấy pháp sư lên nhìn xem có bộ tướng pháp sư đẹp hay là xấu, coi việc pháp sư cái giọng nói có dễ thương hay là cái giọng nói không dễ thương, vân vân, thì cố gắng tìm cái lỗi như vậy đó, thì dầu cho có nghi thức đi nữa, nghi thức làm đàng hoàng nhưng mà nghe pháp kiểu đó thì nó cũng không có hiệu quả gì. Cái này á, là quý vị nên đọc lại ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Tăng Chi Bộ Kinh nói về đức lành của người cư sĩ, thì ở trong đó, đó quý vị sẽ thấy, hoặc là những cái chi phần của vị pháp sư ở trong đó, trong Tăng Chi Bộ Kinh có hết thưa quý vị. Cho nên trong cái buổi thuyết pháp và thính pháp đó, pháp sư phải biết rõ cái chi pháp, cái chi của vị pháp sư chân chính là như thế nào. Còn cái người nghe pháp phải biết rõ mình là người cư sĩ nên nghe pháp với những cái chi pháp như thế nào, chi phần như thế nào, biết rõ như thế thôi. Còn cái vấn đề nghi thức chỉ là cái phần phụ, làm để cho nó có cái nghi lễ nghiêm trang một chút vậy đó. Còn nói thêm cái vấn đề khác á, là hỏi vị pháp sư thuyết pháp mà không có nghi thức thỉnh pháp sư được không? Được, vẫn được như thường. Trong những trường hợp có một hai người họ đâu có cần thỉnh pháp sư, hoặc là những người xa lạ họ đến chùa, họ muốn tìm hiểu Phật pháp, thì họ đâu có biết gì cái vấn đề nghi thức thỉnh pháp sư. Mà không lẽ mình là vị pháp sư mình kêu họ đưa bài cho họ đọc thỉnh pháp sư để mình thuyết, thì giống như tự vẽ bùa đeo thì có kỳ quá. Do đó cho nên sau khi chào hỏi với nhau, rồi hỏi họ ở đâu đến, rồi họ theo tôn giáo nào, họ có thường đi chùa không, có thường nghe pháp không, mà trong cuộc sống họ có an vui không, sau khi mà hỏi thăm thân hữu rồi đó, chào đón hỏi thăm thân hữu, và khi mà mình nắm bắt được mục đích của họ đi đến đây như thế nào, thì lúc bây giờ mình nhập đề thuyết pháp liền. Thì tất nhiên trong khi thuyết pháp á, mà thuyết pháp cắt ngang như thế này thì chỉ nói pháp thôi, chứ lúc đó pháp sư không cần lễ ba tam bảo, không cần lễ ba tam bảo để mà thuyết pháp như là cái nghi thức mà lên trên pháp tòa thuyết pháp. Quý vị đọc ở trong những bài kinh đó, quý vị thấy rõ ràng là chỉ có buổi đầu là Phạm Thiên Sampati là đến cung thỉnh Đức Phật thuyết pháp độ đời một lần thôi. Rồi ở trong những trường hợp khác cũng có khi thì các vị tỳ kheo cung thỉnh Đức Phật thuyết pháp, nhưng có những trường hợp đa phần đó là Đức Phật đã biết rõ cái chúng sanh đó hữu duyên có thể nhắc được đạo quả, thì lúc đó Đức Phật này chỉ nói pháp trực tiếp cho họ nghe,
họ cũng giác ngộ được, thưa quý vị, đâu cần nghi thức, không cần nghi thức. Cho nên ở đây đó, cái vấn đề trong những cái buổi thuyết pháp á, mà cái quan trọng nhất là cái tâm lý nghe pháp như thế nào cho có tốt, và cái tâm trạng thuyết pháp như thế nào mới chân chính là vị pháp sư chân chính, quan trọng cái chỗ đó thôi. Còn cái vấn đề nghi thức thì có thì tốt, còn không có thì thôi cũng không sao cả. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 3 và thượng nhất đẳng đều Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, thưa quý thưa sư rất nhiều, và xin thỉnh sư huynh đi nghỉ, phần còn lại sư đệ và chư tăng sẽ phụ trách. À, xin hỏi thượng tọa pháp đăng, nếu thượng tọa pháp đăng đang ở trước máy và nghe được, xin thỉnh thượng tọa pháp đăng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thì tôi không đăng nha. Chúng ta đọc ở trong kinh thấy có những người mà nghe Đức Phật ngài giảng một câu thôi, tự nhiên rất là thấm thía và hoàn toàn chuyển hóa, thậm chí thì từ phàm sang thánh, chứ không phải là từ người ngoại đạo trở thành Phật tử nữa, từ phàm sang thánh. Thì thì tôi không đăng, thì tôi có thể chia sẻ một vài cái suy nghĩ là do đâu mà có những người mà họ được cái duyên thù thắng như vậy. Tức là chỉ nghe Đức Phật ngài dạy một lời nói ngắn là đã thay đổi hoàn hay thay đổi rất lớn trong đời sống. Kính thỉnh thưa tòa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhá, Nam Mô Tham Mà nhá, Nam Mô Sang Tài nhá. Giờ con pháp đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lãnh lễ ngài Hòa Thượng Đệ Siêu, ngài Hòa Thượng Nhất Tăng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tề Tri, Đức Tề Đức cùng với chư tôn Đức Tăng. Xin chào hai bài đi cô tu nữ, thiên chào hai Phật tử. Thì mình cứ nghe lại cái câu chuyện con dâu của ông cấp cô độc nàng Ca Na, vợ của công tử, vợ của con trai út của ông cấp cô độc, người con trai. Thì cô này khi mà cô về nhà ông cấp cô độc thì Đức Thế Tôn này cũng có tới đó mà dự cái lễ, giống như lễ tra tăng cúng dường đặt bát vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn này nghe, ngày nghe ở dưới đó, ở dưới nhà bát nhạc thường, những cái tiếng nói đó thì nó in nổi như vậy. Thì ngài hỏi ông cấp cô độc, và ông cấp cô độc nói rằng đứa con dâu, đứa con dâu. Đức Thế Tôn ngày gọi nàng Ca Na lên và ngày mới thuyết giảng. Rồi khi ngài thuyết giảng về bảy lời vợ đó thì là nghe xong ngài đắc đạo quả tu đầu vợ. Và cứ tăng bàn lại chuyện mà nàng rất là hung dữ đanh đá như vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn này chỉ nói một cái thời pháp ngắn như vậy, ngài chọn trở thành người vợ giống như nô tỳ vậy. Và Đức Thế Tôn này nhắc là một cái câu chuyện, cái câu chuyện quá khứ về nàng, có một kiếp nàng làm mẫu hậu của đức vua, nhưng mà cũng nói chuyện giống như là muối bỏ vào lửa vậy, nổ lục bục liên tục như vậy. Và đức vua lúc bấy giờ là tiền thân của Đức Phật. Và lúc bây giờ Đức Vua đã khéo léo tìm cách để nhắc nhở người mẹ của mình. Và một cái câu chuyện có được đó là vào vườn Thượng Quyển thì thấy một con chim nó xấu xí nhưng mà ai cũng thích nghe. Con chim cu nó kêu và nhẫn gáy lên. Và có một con chim mà rất là đẹp mà ai cũng ghét, nó là sáo đá. Con sáo đá nó kêu thì xin đổi cái tai như vậy. Mọi người quay lên nguyền rủa, hãy im cái miệng đi, hãy im cái miệng đi, đừng có la nữa,
đừng có kêu nữa. Nhưng mà con chim xấu xí nhưng mà nó kêu thì ai cũng thích. Và tất cả mọi người hướng lên kêu, hãy kêu đi, hãy kêu đi. Và nhân một cái câu chuyện đó, và khi mà về hoàng cung đó, thì Đức Vua đã nói với mẹ của mình, mẫu hậu thấy không, một con chim nó xấu xí nhưng mà cái tiếng của nó đó, ai cũng thích nghe. Nhưng mà ngược lại con chim mà màu sắc rực rỡ như sao đá nhưng mà ai cũng ghét nó, mà cái tiếng nó kêu lên ai cũng ghét. Mong rằng mẫu hậu hãy giống như vậy, giống như con chim nó kêu cái tiếng lạnh rót như vậy. Thì qua một cái lần nhắc nhở như vậy đó, thì mẫu hậu của Đức Vua đã hoàn toàn sửa đổi. Và Đức Phật ngày mới kể lại câu chuyện, không phải bây giờ con dâu ông có cô độc mà dễ dãi như vậy, mà thở xưa đó, là khi mà biết cái bậc hiền trí nhắc nhở thì cũng đã sửa rồi. Thì chúng ta cũng thấy đó là một cái thói quen cái gì, một cái thói quen mà rất là cần thiết. Khi một người nghe pháp và nhận định được pháp và phi pháp mà quyết lòng sửa, và đó là cái mãnh lực tâm sau này khi mình gặp được Đức Phật thuyết rồi mình từ bỏ những ác pháp được liền, mình chứng ngộ được đạo quả liền. Nên nhiều khi có nhiều người cứ nói rằng cái tật con có bỏ được, mình nói như vậy mình ngụy biện thôi. Cái tật là một cái thói quen xấu xí mà cũng do quân tập. Nhưng bây giờ nếu chúng ta tập một cái thói quen, biết cái đó sai người ta nói mình bỏ liền, đó cũng là một cái thói quen. Và cái thói quen nó cũng giúp cho mình, bởi vì Đức Phật ngày mình ngay cái thời kỳ của Đức Phật mình thấy có nhiều vị đó, Đức Phật ngày chỉ nói có một lần thôi là từ bỏ, nhưng mà rồi cũng có nhiều vị đó Đức Phật ngày nói hoài không từ bỏ. Chúng ta thấy như là Vô Ca Ly Cá ác tâm với ngài Cô Ba Tích Xá và ngài Cô Lý Tá là ngài Mục Thường Liên và ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà Đức Phật từ khuyên hoài cái vị này cũng không bỏ. Hay là chúng ta thấy tranh đá đó là thị giả, là cái người mà cầm ngựa để Đức Bồ Tát để xuất gia, nhưng mà ngài khuyên hoài cũng bỏ được. Thì chúng ta thấy nó cũng là cái thói quen của mỗi người, và cái thói quen đó là cái thường cận y duyên đó quý vị, một thói quen. Bởi vì chúng ta làm những cái điều sai quấy mà khi người ta nói mình bỏ được liền đó, mình được hiểu rằng mình mới mốt mà những cái chướng duyên của mình đó, mình gặp được ai nói mình bỏ liền. Còn nếu mà mình tự bao biện cho mình đó, mình tự bao biện cho mình đó, đó là thói của tôi không có bỏ được. Mình nói như vậy mình tự bao biện, giống như mình tự làm cái điểm tựa cho những cái ác phiền não nó tựa vào trong mình đó, để cho mình trở thành cái sự trở ngại trong tương lai. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật thì nói rằng cái người mà có cái nghiệp tham ái nhẹ mà cái trí tuệ mạnh đó, nghĩa là có nghiệp tham ái nhưng mà khi mà biết người ta nói nghe bỏ liền. Chúng ta thấy cũng có rất là nhiều đệ tử Đức Phật khi mà sầu não, như là nàng Kisa Gotami đó, con chết nàng ôm con đi tìm thuốc nhưng mà người ta chỉ đi tìm hạt cải, và Đức Phật đi tìm hạt cải và nàng đi tìm hạt cải, nhưng mà hạt cải trong nhà không có người chết đó, thì nàng không tìm được. Và nàng cũng đã tự giải quyết cái chuyện đó xong, và nàng đến xuất gia, và sau này nàng trở thành vị thánh ni. Thì chúng ta thấy rằng, hay là chúng ta thấy như là nàng Bát Á Chà Ra vậy, mất chồng, mất con, rồi mất cha, mất mẹ. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngày nói thì nàng phản đến liền. Cái nghĩa là chồng con thì trước sau gì cũng chết, chết non, chết trẻ, lần hồi đến già cũng chết, có ai sống hoài. Nàng nghe cái câu đó thì nàng hiểu là chúng sanh ai sanh là cũng tử đó. Bây giờ chết cháu đồng loạt gì thôi, chứ rồi có người chết non, chết trẻ, chết già, lần hồi cũng chết, có ai sống hoài. Chính cái câu đó làm cho nàng bình tĩnh và nàng đã giác ngộ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà khi cố chấp một chuyện gì đó, bao biện cái thói hư của mình đó, đó là một cái sự chướng ngại quý vị, một cái sự chướng ngại. Rồi cái sự chướng ngại đó nó không phải là không có nhân, không có duyên. Bởi chúng ta biết rằng một cái thiện tâm á, bởi Đức Phật nói rằng phi chân, cứ tưởng thực chân lại thấy phi chân, đó là
tôi duy một cách vậy tà người như thế ấy có mà đặt chân, thực chân biết đó, thực chân, phi chân biết đó, phi chân mới là. Tư duy chẳng giúp dạy tà người như thế ấy mới là đặc chân. Biết cái đó sai, nhất định mới phải bỏ. À, mà biết cái đó sai, mình bao biện nó, đó là mình phi chân, một cái tưởng thực chân. À, rồi thực chân, rồi thấy phi chân nó là những cái điều mà mình bỏ được, đó là cái tâm thiện, bỏ cái tâm bất thiện quý vị. Bởi vì quý vị biết tại sao mà trong 10 cái phước nghiệp sự đó, cái cải chánh tri kiến nó tạo 3 cái loại phước. Vừa là phước đức, vừa là phước vật, vừa là phước trí. Bởi khi mà người ta, mình sống thì có những cái cố chấp. Nhưng mà khi người ta nói rằng mình thông minh nhưng mà mình không có giàu sang, mình thiếu phước vật. Thông minh, giàu sang nhưng mà mình không có quyến thuộc, mình thiếu phước đức. Khi mình nghe nói như vậy thì mình bổ túc cái phước vật, phước đức, phước trí. Mình cải chánh được cái tư tưởng. Bởi vì chúng ta sống là chúng ta có một cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng chúng ta nó lệch lạc chứ nó không có là cái trung đạo cũng như là con đường lợi dưỡng và khổ hạnh vậy đó. Rồi chúng ta thích cái gì chúng ta tạo cái đó. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, thì chúng ta phải làm cái tâm nó quân bình. À, chúng ta đừng có thái quá, cũng đừng có cực đoan. Vì thái quá hay cực đoan nó không phải là con đường trung đạo. Thì thật sự khi mà chúng ta nói đến cái người mà có duyên nghe Đức Phật thuyết đắc liền đó, thì cũng rất là nhiều quý vị. Nhưng mà có nhiều người đó nghe nghe thì rất là lâu. Mà chúng ta thường thường mình gọi là cái duyên đó quý vị. Cái duyên là gì? Cái duyên là những cái điều kiện. Những cái điều kiện làm cho mình giác ngộ sớm, những cái điều kiện làm cho mình kéo dài. Nó cũng là những cái điều kiện. Những cái điều kiện là thiện pháp không đó, thì nó ok. Nhưng mà khi bất thiện pháp mình biết, bất thiện pháp mình bỏ liền, mình tạo thiện pháp liền. Còn khi một người dây dưa đó, nghĩa là họ bỏ cái đó nhưng mà bỏ phải 10 năm, 20 năm mới bỏ được. Nó cũng là những cái sự dính mắc đó, trong cái tư tưởng của mình chưa tự thấy được nó là sai. Mình bao biện cho nó. Chính cái sự bao biện đó, đó là cái sự trở ngại cái gì. Bình thường trong Phật giáo gọi là các quyền nó yếu đó. Cái tệ quyền nó yếu. Cái tệ quyền nó yếu nên người đó tự nói tệ quyền yếu là mình hiểu rằng cái thiện và cái bất thiện nó cứ sanh sôi nảy nở trong tâm mình hoài chứ không phải là chỉ là cái thiện không. Bởi thường thường quý vị biết rằng cái tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành tuần thứ chuyển tộc để tâm đạo tâm quả sanh lên. Nếu mà cái tâm thiện nó sanh liên tục đó, nó có khả năng để chứng ngộ đạo quả sớm. Nhưng mà nếu người cứ tâm thiện rồi tâm bất thiện, mấy được mấy tâm thiện rồi tâm bất thiện, rồi mấy tâm thiện tâm bất thiện, mấy tâm thiện tâm bất thiện, nó cứ sanh lên, nó cứ giống như mình có đà chạy, bây giờ làm cho mình mất đà vậy đó. Quý vị thấy một cái người mà hay một con chó mà nó chạy, nó có đà, nó phóng rất là cao. Nhưng mà khi mà mất đà rồi, nó không phóng được. Cái tâm con người nó cũng có, mình gọi là chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuyển tộc đó. Nó nghĩa là nó có một cái tốc lực tâm. Một cái tốc lực tâm đó mà nếu mà nó liên tục đó, thì nó sẽ mạnh hơn. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng nói về cái Phật Pháp đó, thì Đức Phật ngày thuyết giảng cho một người nào chứng ngộ, khi mà họ thấy sai lầm họ bỏ liền. Nhưng mà nó không phải là kiếp này đâu quý vị, đã nhiều kiếp rồi quý vị. Còn cái người mà dây dưa đó, nó cũng dây dưa nhiều kiếp lắm. Nó không phải dây dưa một kiếp. Chính cái điều này đó là một cái chủng tử của mọi loài, mọi người. Bởi vì Đức Phật ngày mới dạy cái nghĩa là phi chơn, một cái tưởng cực chơn. Cái nghĩa điều đó không đúng mà cứ tưởng là đúng. Rồi thực chân lại thấy phi chân, cái điều đúng mà lại thấy sai. Thấy cái đó sai, như vậy là mình thấy vậy không có thể nào đạt được chân hết. Phi chân cứ tưởng thực chân lại thấy phi chân, nó là như vậy tư duy một cách bậy bạ, người như thế có mà đạt chứ. Như vậy thì chúng ta nói thực chân biết đó thực chân, phi chân biết đó phi chân, mới là tư duy chẳng chút bậy bạ, người như thế ấy mới là đạt chứ. Như vậy rõ ràng Đức Phật ngày dạy nghĩa là chúng ta muốn trở thành một cái người mạnh mẽ đó, thì khi mà chúng ta hiểu được Phật Pháp thì cái trí tuệ của chúng ta đó, nó dán bám vào đó, phát triển cái thiện pháp mạnh lên. Còn nếu mà chúng ta mà chùm chừa đó thì tất nhiên là thiện bất thiện nó sanh lung tung lên. Thì cái thiện bất thiện sanh lung tung giống như là một người mà chạy muốn chạy có trớn mà giờ cứ mất trớn hoài vậy đó. Hay là một người muốn đi xa mà cứ lụm đá bỏ lên hoài thì sao mà đi nổi, làm sao mà đi cho mau được, làm sao đi cho lẹ được.
Thì những cái chướng ngại nó cũng vậy quý vị. Giống như người đi muốn đi lẹ mà cứ lụm đá bỏ vô người ngoài thì sao đi lẹ được. Nó nặng nó đè xuống mà chúng ta không đi lẹ được. Như vậy thì một người mà nghe Đức Phật ngày thuyết giảng, nên bình thường quý vị thấy Đức Phật ngày nói cái người này không phải dễ dạy bây giờ đâu, mà quá khứ dễ dạy thôi. Thì cái người này khó dạy, Đức Phật nó không phải giờ nó mới khó dạy đâu, nó khó dạy nhiều lần lắm rồi, nhiều kiếp lắm rồi. Rồi ngài mới kể cái kiếp đó nó khó dạy, dạy 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 rồi nó bị khổ dạy 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 đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó, Đức Phật ngài nói như vậy đó, nó có nhân có duyên, thì chúng ta gọi là nhân duyên á, cái nhân cái duyên á. Bởi vì cái nhân thiện nó có ba nhân thiện, nhân bất thiện cũng có ba nhân bất thiện. Mà hễ cái nhân thiện nó sanh lên mà bị nhân bất thiện chen vô nó sẽ yếu đuối. Và cái nhân bất thiện nó sanh lên mà có nhân thiện chặt đứt nó, mà nó cứ nhảy qua nhảy lại hoài nó cũng sẽ bị cái quả bất thiện, nó cũng sẽ có thiện nghiệp che chở. Nhưng mà Đức Phật này muốn nói là mình nhận diện cho rõ ràng cái tâm mình nó mạnh mẽ đó, thì cái sự đó nó sẽ đến với mình rất là mau lẹ. Còn nếu mà mình cứ dây dưa hoài vậy. Cũng như thường thường quý vị nghe cái câu chuyện mà cô ba sám hối đó, cái cô đó cứ nói nặng nhẹ chưa tăng rồi sám hối, thì nặng nhẹ chưa tăng sám hối hoài như vậy đó. Thì quý vị biết rằng đời vị trụ trì này cũng biết cổ vậy, đời vị khác cũng biết cái cô đó là vậy đó, cái tật cổ cũng vậy. Nhưng mà thật sự đó, cái đó cái tật mình đó, là mình dung dưỡng cho mình, chứ thật sự mình biết cái đó sai rồi mình sai một lần, sai hai lần, ba lần, mà sai hoài, sám hối hoài. Làm như vậy thì nó cũng sẽ đi được chứ không phải không được. Nhưng mà nó sẽ rất là chậm chạp. Mình sẽ chậm chạp rất là nhiều. Còn nếu mà mình mạnh mẽ đó thì cái nhân mạnh mẽ nó cũng sẽ cho cái quả mạnh mẽ gì. Đó là điều kiện. Thì ở trong cái câu hỏi mà người Hòa Thượng hỏi đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gọi cho biết lại Hòa Thượng. Dạ, xin mình để ngài. Sa thú kính trình thưa tòa Pháp Đăng. Thượng tọa Tuệ Quyền ơi, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền đang ở trước máy, xin kính thưa thượng tọa Tuệ Quyền trả lời cho câu thưa lên trước đây. Thượng tọa Tuệ Quyền, có điều này không biết thượng tọa có cảm nhận được không, là nếu một người nghe Pháp đó, mà họ có cái thiện cảm hay là hảo cảm với vị Pháp sư, với người nói Pháp đó, thì họ dễ dàng để họ đón nhận được những cái hay trong bài Pháp, hơn là một người nghe với cái tâm chỉ trích hay là với cái tâm không có thiện cảm với vị người nói Pháp, có đúng như vậy không? Xin thỉnh toàn thiện quyền quan hệ chia sẻ thêm một vài điểm về điều này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, như tôi đã chúng được nghe rõ và cảm ơn sự nghe Pháp cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Hòa Thượng Nhật Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tăng, cộng bánh thành đến Đức Tổ Trì, Đức Tổ Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý thân nhân cùng chư Phật tử. Không dạ, kính bạch ra như đó, nếu Hòa Thượng, nếu như chúng ta nói, chúng ta tạm thời mượn cái chữ duyên, thì nó sẽ phù hợp. Nếu chúng ta có cái duyên với cái người đó đã nói, cách nào họ cũng thì dễ hiểu hết. Và cái chuyện khó đó, nó nói họ không hiểu, họ chưa hiểu thì họ cũng vẫn kham nhẫn để mà họ từ từ họ tìm cách để mà họ có thể hiểu. Ngay cả Đức Phật ngày tế độ cái người hữu duyên ngày mới tế độ, đây là một điều rất là đặc biệt. Chứ đừng nói chi là tất cả các vị pháp sư, không phải vị pháp sư nào cũng có khả năng coi như là thuyết giảng ra coi như là pháp sư quốc tế dân tiếng luôn, nhưng điều mà không phải là độ được tất cả mọi người đâu, cái điều này cũng chưa chắc. Bởi vì phải là cái duyên. Là cái duyên đó thì khi chúng ta có duyên với cái người đó thì chúng ta mới có cái tâm, nó có một cái tứ, nó mới có cái tâm để tâm để mà tầm tứ mà chúng ta nghe được. Hay chúng ta có ekakata thì có nhất hành được. Chứ còn nếu như mà chúng ta không có cái duyên thì nó cách mấy cũng vậy. Nói hay cách mấy cũng vậy, nói đúng cách mấy cũng vậy, chúng ta cũng khó mà nhận được. Hoặc là nhận những điều mà chúng ta lại không có tiêu hóa hay là không có xử lý. Cho nên với cái người mà giảng pháp á, thì người nghe
À, nó có một cái, nếu mà có một cái chúng ta gọi là có một thiện cảm thì hết sức là dễ dàng lãnh hội những cái gì cái là mà ý của việc của người giảng đó muốn nói. Còn nếu như mà không có thuận, không có thuận duyên, người ta muốn bắt bẻ hay là người ta không muốn nghe hay người ta xem thường, thì có cách mấy công việc chúng ta nói cũng như là Đức Tổ La Môn, hay hoặc là họ cố tình họ tránh né mà cố tình, họ biết mình nói hay, họ biết mình nói nó tốt đi, họ ghét mình, họ cũng lỗi suy ở trong đầu ra. Thì ở đây cái bậc hòa thượng thì phải nói rằng là cái sự nghe pháp đó là cái duyên. Mà chúng ta nhớ đối với các vị, đối với Phật ngài làm cái việc gì nó hữu duyên. Và chúng ta nhớ có một vị A La Hán mà độ tế độ để mà ngài Nagasena đó được vào tu đó, thì cũng phải có vị đó có cái duyên đến cái nhà đó và phải gặp cái vị đó rồi nói vài lời vài câu. Cha mẹ của ngài Nagasena tự nhiên ngài nói, à con tôi đã được cho, xưa tới nay bằng đạo đi ngang ở đây không có được cái gì hết trơn, hôm nay được cho thì được cho một cái lời cũng là cho. Nhưng thì vị đó đó thì các vị ngày xưa các vị thánh tăng đó, người ta biết xét cái duyên của cái vị này với cái gia đình đó. Thì ngày hôm nay cũng như vậy đó, trong muôn ngàn người nhưng cũng sẽ có một người sẽ hữu duyên với ta, dầu cho cái vị pháp sư đó có dở cách mấy nhưng chắc chắn cũng có người hữu duyên. Nó lạ như vậy. Và người đó có thể nói cách nào, nói lòng vòng vo gì, hoặc nói thiếu, nói đủ, nói dư, nói thừa gì thì người ta cũng chấp nhận hết. Đây là quá tình thật như vậy. Và chúng ta nhớ ở trong cuộc đời này là cái đó nó vừa có đôi khi nó là bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên cũng có. Tức là họ, cái tâm tư họ mến thích, từ chỗ có mến thích họ mới để tâm, từ để tâm họ có thể họ nghe được cái người mà mình thương mình thích này, họ khai mở được cái tâm của họ ra, họ có thể biết bố thí, họ có thể biết trì giới, họ có thể biết tu thiền. Đây là sự thật. Mà cái đó là đầu tiên, tức họ bị bằng cái gì, bằng cái cảm mến. Mà thường thường thì chúng sinh nó hay có cái ái, nó làm cho nó dẫn dắt đường cá biệt. À, tôi đến tôi thích vị đó, người đó. Ngay cả làm việc cũng vậy nữa. Ừ. Thuyết giảng tụng niệm hay là làm các việc Phật sự, cái duyên phải người đó nói được. Thì vào trong cuộc đời này chúng ta thấy nhiều lần có những việc mà Đức Phật ngày sai ngày nhờ ngày sai là Phật, có những việc ngày nhờ mà nguồn một kiền liên, có những việc ngày nhờ ngày an an, nhưng Đức Phật ngày không làm, bởi vì ngài biết. Cũng như chẳng hạn như chúng ta nhớ là thô phục đồng chúa Nando Pananda hay thô phục cái ma vương đó, thì nếu như Đức Phật ngày dùng cái thần lực của chính ngài dư có thể cảm hóa được, nhưng gọi là tâm phục, khẩu phục mà tâm không phục. Còn ở đây tức là nhân duyên, tức là hàng sư phụ tới thì tự nhiên đệ tử biết khép nép liền. Đó là sự thật. Sư phụ xuất hiện rồi thì đệ tử phải tắt đài. Thì đó là cái chuyện, tức là tiền thân, tức đã có nhân quả, được có ân quán với nhau, có ân có quán với nhau, cho nên cái khế cơ nó phù hợp. Cũng vậy, nếu chúng ta có cái đủ cái duyên á, cái duyên lành với cái người thầy của mình hay với vị pháp sư, thì điều này kính thưa quý vị là một điều hết sức tốt đẹp. Còn mà ngược lại, nếu như chúng ta mà kém cái duyên á, mà không gặp thầy hay thì nó cũng là một cái bất lợi cho mình. Cái điều này cũng phải nói vậy đó. Với những người đệ tử trong tay thì nó cũng có những người đệ tử hữu duyên với vị thầy và có thể kế thừa và phát triển cái đạo hạnh, cái đạo vị của vị thầy đã tạo.
Còn nếu không có hữu duyên thì vị ấy cũng không thể nào mà gánh vác được những chuyện mà của thầy mình để lại. Hay là nếu nghịch duyên thì chẳng những coi như trống đánh xuôi càng còn thổi ngược, coi như thầy trò gì tư tưởng hành động khác nhau hết. Dạ, cho nên cái điều này mà chúng ta phải cần phải có một cái sự hiểu biết, đó là một cái duyên với nhau, cho nên mới có một thiện cảm với nhau thì tất cả mới sẽ được tốt đẹp. Đây chính là ý kiến của chính con là vậy. Nếu có đi gặp một chút thì kinh cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình thượng tọa Tuệ Quyền. Thứ vị tiếp theo lời của chư Tôn Đức, chúng tôi xin được có vài lời trong buổi học ngày hôm nay ở phần sau cùng. Thưa vị, có một điểm mà chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này, những cái tiến trình đưa chúng ta từ điểm A đến điểm B có khi nó lại đi ngang những khúc đường, và những khúc đường nó giống như là một cái mắt của cái tre vậy đó. Thường khi nó gặp trở ngại, và nếu mà chúng ta có cái duyên may thì chúng ta chẻ tre, mà chúng ta chẻ cái mắt nó mau. Có đôi khi không may là chúng ta bị chẹt lại cái mắt này. Chúng ta đọc ở trong kinh thấy rằng ngay cả chư vị A-la-hán trong kiếp chót mà có những vị là rất là khó khăn trong cái giai đoạn cuối cùng khi được khai thị, mà Đức Phật cũng vất vả với các vị đó, mà các vị đó cũng phải nỗ lực rất nhiều. Trong lúc có những vị rất là dễ dàng nghe một câu là đã khai tâm, thì chúng ta nên hiểu rằng ở trong cuộc sống này không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng để mở lòng, sẵn sàng để lắng nghe, sẵn sàng để đón nhận những cái hay cái đẹp của cuộc sống đâu. Đôi khi có những người họ cho chúng ta những lời khuyên rất chân thành, rất chí lý, nhưng mà chúng ta lại nghe. Mà trái lại có những người mà bàn ác, bàn xấu rủ chúng ta lại nghe liền. Thứ vì chúng tôi sống trong thành phố mà nghe rất là nhiều những câu chuyện là những Phật tử đi chùa có đôi khi đi cả mấy chục năm đó, mà họ lại không có lắng nghe Pháp, họ không học được nhiều. Trái lại những cái điều mà mê tín dị đoan đó, người khác chỉ rủ một chút thôi. Ví dụ có người nào đó có thể truyền được cái năng lượng cho mình, hay có người đó họ cúng kiến rất là linh, hay là có cái tượng nào đó mình cầu nguyện thì được quyền, thì ngay lập tức người đó là chuyển tâm sống với một cái nhìn mà không có chánh kiến lắm, rất là nhanh chóng. Thì chúng ta nên hiểu là ở đời sống này đó, để mình có được cái cơ hội đón nhận những điều cao quý đó, thì chúng ta nên học một câu ở trong kinh Mangala Sutta, và Đức Phật ngài dạy rằng đó là một cái dấu hiệu cát tường của một người đó, đó là hướng mình theo lẽ chánh, hay là chân chánh hướng tự tâm, hay là có cái lập trường chân chánh, tùy theo cách dịch của mỗi vị. Nhưng mà điều này đó, nó là một cái chìa khóa rất là quan trọng. Nếu một người trong việc tu, trong việc học luôn luôn mang cái tâm niệm là cải thiện cái nhìn cho được chân chánh, xây dựng chánh kiến, xây dựng chánh tính, thì thưa quý vị, cái tâm niệm đó, đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng để hiểu Pháp Phật. Chúng ta nên nhớ một điều như vậy là Pháp của Đức Phật là Pháp dạy về sự thật, và đa số sự thật là không dễ dàng để nghe đâu, và chúng ta không hoan hỷ để nghe đâu. Người ta nói cho chúng ta về một thiên đường, nói về một cái vườn địa đàng trong tương lai, nói về sự xuất hiện của một ai đó sẽ cứu tất cả chúng ta thì mình nghe rất là thích. Nhưng mà khi mà Đức Phật dạy rằng cuộc sống là vô thường, mình sanh ra rồi mình phải già, phải bệnh, phải chết, phải chia ly với, cách biệt với người thân của mình, chúng ta phải đi theo nghiệp riêng, thì những điều đó chúng ta phải dễ dàng để nghe. Nhưng mà như vậy, nếu chúng ta có một cái lập tâm là đời này, đời sau, cho đến khi giác ngộ thành Phật, khi nào còn luân hồi, xin cho chúng ta có đủ chánh kiến, có đủ chánh tính, thì thứ vì điều đó lợi lạc vô cùng.
lợi lạc lắm. Và khi mà mình có một cái lập trường chân chánh, một cái sự hướng mình theo lẽ chánh như vậy đó, thì mình ít có khi rơi vào tà bại, ít khi gạt ai, ít có khi mà bị ai gạt mình. Và thật ra những người mà họ gạt gẫm người khác, những người mà nói những lời mê hoặc người khác, nó cũng là cái nghiệp. Đời sau họ cũng bị u mê ám chứng. Có thể họ rất là thông minh, nhưng họ lại bị người khác gạt gẫm chính mình. Nên cuộc sống của người Phật tử đó là chúng ta phải làm thế nào mà luôn luôn tự nhắc chính mình là đi chùa, nghe pháp, tiếp xúc với bất cứ ai, cũng xin cho mình nghe được những lời cảnh tỉnh, xin cho mình hướng tâm theo lẽ chánh, xin cho mình sống với sự thật. Đức Phật là một bậc đạo sư đó, Ngài luôn luôn khuyên chúng ta nên sống với sự thật. Còn nếu mà chúng ta không có đủ can đảm sống với sự thật, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục sống với sự mê hoặc, sống với sự mê hoặc. Chúng ta thử đọc trong kinh đâu, có đoạn nào mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta sống mà sống bằng cái hư cấu, sống bằng sự tưởng tượng, sống bằng cái sự mê tín? Nhưng mà chúng ta thì lại thường sống với mê tín, sống với sự tưởng tượng, sống với cái hư cấu nhiều hơn là sống với sự thật. Chúng ta rất sợ sự thật, sợ lắm. Sợ như là Hoàng Phi Khê Ma là một người rất đẹp mà không thích ai nói về cái sự phù du của sắc đẹp. Sợ như bà Mangandiya khi còn là một thiếu nữ rất đẹp mà nghe nói một câu về thân bất tịnh thì đâm ra thù oán Đức Phật, bởi vì đó là Đức Phật Ngài Ngài chỉ đến sắc đẹp của mình. Sợ như những người mà thưa quý vị không bao giờ dám đủ khả năng nhìn sự thật cho đến khi người đó được Đức Phật Ngài soi sáng thẳng, rất thực, đến nỗi mà phải hổ thẹn như là ông Sách Chắc Cá. Thì ở đây chúng ta thấy rằng thật ra cái thái độ sống của một người hữu duyên hay là vô duyên, những người hữu trí, có trí hay là vô trí, nằm ở chỗ là chúng ta biết chấp nhận sự thật thôi. Người có trí là người biết chấp nhận sự thật, cho dù sự thật đó là sự thật đau lòng, cho dù sự thật đó mình không muốn đi nữa, mình chấp nhận sự thật. Chúng ta đầu tư mong mỏi xây dựng cái gì bền vững lâu dài, nhưng mà nếu có ai đó nói rằng thật ra cuộc sống là vô thường, không ai trong chúng ta bảo đảm rằng ngày mai mình sống, không ai trong chúng ta bảo đảm rằng ngày mai này đó là mình sẽ an toàn 100% đâu, không có, thì điều đó có sự thật hay không? Có sự thật chứ. Có rất nhiều người ra đi một cách đột ngột. Chúng tôi từng gặp những bác sĩ mà chữa về tim đó, mà chưa tới 50 tuổi là đã chết vì tim, chết một cách nhanh chóng đột ngột. Có những người đi check up hàng tháng, sức khỏe như vậy, tiền bạc như vậy, bao nhiêu tiền bạc sức khỏe rồi chết cũng đột ngột. Có những vị thầy đang cất chùa đàng hoàng mà ở cái tuổi thứ vị trên dưới 50 thôi mà ra đi bất ngờ. Tất cả những việc đó nó nhắc cho chúng ta một bài học là cái khả năng nhìn vào sự thật, chấp nhận sự thật đó là khả năng tiên quyết để thể nhập với sự thật, để lãnh hội chân lý và để sống đúng như lời Phật dạy. Vì vậy chúng ta nên nhận ra rằng cái khuynh hướng của phần đông là sợ sự thật, ngại sự thật, có mặc cảm với sự thật. Và may mắn cho chúng ta đó là chúng ta sống trong giáo pháp của đấng chánh đẳng chánh giác, của một bậc đại giác. Khi mà nói đến bậc giác ngộ, có nghĩa là bậc thấy biết sự thật, chứ không phải một bậc giác ngộ là bậc có sáng tác ra điều này, sáng tác ra điều kia. Nên trong cuộc đời này, chúng tôi nhớ hoài lời của Ngài Tăng Bô Lu Xê Đo là Ngài Hòa Thượng truyền giới tỳ kheo cho chúng tôi đó. Khi mà Ngài sắp về Miến Điện, chúng tôi lên đảnh lễ Ngài. Và chúng tôi nói qua người thông dịch là không biết rằng bạch Ngài, Ngài về rồi không biết chừng nào con gặp lại Ngài, Ngài có thể cho con vài lời dạy không? Thì Ngài nói rằng đối với cuộc đời thì nên sống với từ bi hỷ xả, và đối với sự tu tập bản thân thì nên tùy quán vô thường khổ vô ngã. Đó là điều mà Ngài nhắc. Ngài chỉ nói rất là ngắn thôi. Và thực quyền suốt cuộc đời chúng tôi nhớ hoài một câu nói rất ngắn ngủi của vị thầy của mình như vậy. Tại vì sao vậy? Khi mà chúng ta đọc những điều đó, chúng ta thấy rằng ngay cả một bậc thông suốt cả tam tạng đó, ngay cả một bậc tu lâu á, thì các ngài luôn luôn nhắc là mình trở về sống với tùy quán. Tùy quán cái gì? Về bản chất của thế gian.
bản chất thực sự của thế gian, và điều đó mang chúng ta lợi lợi lạc rất là nhiều. Thì ở đây nó có một điểm như vậy là nếu chúng ta có một cái thiện duyên ngoài cái kính trọng đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, thì chúng ta nên có một cái tâm niệm là xây dựng chánh kiến và chánh tính. Xây dựng chánh kiến, chánh tính là dám nhìn vào sự thật, dám đối diện với sự thật và dám sống với sự thật. Ai mà có đủ can đảm đó thì người được hạnh phúc. Thật ra chúng ta đừng sợ. Người nào mà đòi hỏi cuộc sống là thường, khi cuộc sống là vô thường, người đó mới khổ. Người nào đòi hỏi cuộc sống phải là hoàn hảo, khi cuộc sống là bất toàn, người đó mới là khổ. Người nào đòi hỏi cuộc sống phải nằm trong chủ quyền của mình, khi mà mình thường là bất lực trước cuộc sống, cái đó mình mới khổ. Tại vì sao? Chúng ta hỏi cuộc sống khác đi. Đòi hỏi cuộc sống khác đi, mình không được hạnh phúc đâu. Chúng ta nên nghe lời Phật dạy. Bây giờ thưa quý vị, ở ngoài người ta có những cái phong trào, người ta cho rằng một người có đủ cái nguồn năng lượng có thể truyền từ người này qua người khác, có thể chữa bách bệnh, có thể thế này thế kia, nhiều người lại theo hăm hở lắm. Nhưng mà chúng ta phải coi chừng, chúng ta coi chừng cái cơ sở của niềm tin mình có chánh nắng hay không. Nếu mình tu theo cái đó, mình không trường sanh bất tử mà mình chết đi, mình liệu có đúng hay không? Và bây giờ thần thánh mà tại sao cho người này giàu lại bắt người kia nghèo? Tại sao phù hộ người này không phù hộ người kia? Đôi khi chúng ta không chịu suy nghĩ, chúng ta chỉ sống trong cái sự mê tín, sống trong cái gọi là không có chánh kiến chánh tính, và chúng ta cứ nghĩ rằng đó là một điều rất riêng tư, nhưng mà lại chúng ta rất là mong muốn để sống với, thì thật ra rất là tội nghiệp cho chính mình. Nên chi bài học ngày hôm nay nhắc cho chúng ta thấy một việc là chúng ta nên có một cái lập trường chân chánh, hướng mình theo lẽ chánh, và luôn luôn có tâm mong mỏi lắng nghe, mong mỏi đến gần, mong mỏi được sống với sự thật. Ai có khả năng sống với sự thật, người đó được an lạc. Chúng ta phải tin tưởng như vậy, và chúng ta sẽ vượt qua cái mặc cảm đối với chánh pháp. Chúng ta sẽ cảm thấy Phật pháp gần chúng ta hơn bao giờ hết, và chúng ta sẽ cảm nhận một cái sâu xa về thâm ân hóa độ của Đức Phật. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư Tôn Đức đã vào trong để thuyết giảng. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn Pali pháp cú và vị giảng sư là Hòa thượng Tuệ Sư. Kính đại lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay, và con kính cảm ơn sư. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.